Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mới tay bên em shop hàng vừa về xong này. Đấy, thì em sẽ quay trực tiếp báo giá cho bác về những cái sản phẩm bên em nhá. Hôm nay về cho bác cái mã phích âm này rất là hay. Đấy, rồi là dao giấy, và hôm nay có thêm cho bác cả cái lưỡi dao giấy nhá, rồi có cả cái bộ điều khiển từ xa hàng vừa về xong. Đó thì rất nhiều bác hỏi mã những cái mã hàng đó thì các bác quan tâm những cái mã hàng nào thì bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá, theo hai cái số điện thoại các bác đang để trực tiếp, em đang để trực tiếp là mình, các bác cứ gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng bên em, nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán các bác nhá. Và các bác đã gọi điện chốt đơn rồi thì không nhắn tin nữa nhé các bác nhé. Và các bác đã nhắn tin đặt hàng rồi thì các bác vui lòng giúp em là không gọi điện lại nữa, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn. Đấy, và khi mà các bác xác định mua hàng thì các bác nhớ giúp em là các bác để ý điện thoại, khi mà ship người ta đến người ta gọi, đấy, thì người ta sẽ giao được hàng luôn nhá, tránh tình trạng khi mà đến nơi rồi gọi cho các bác không được, đấy, xong đến lúc mà hàng nó hoàn về đến nhà em rồi thì các bác bảo là không giao hàng cho tôi, nó rất là phức tạp nhá. Đấy, vì khi mà hàng đến nơi gọi cho các bác có được đâu, gọi cho các bác thì toàn không nhắm máy với lại không thuê bao các thứ giờ, nên nó rất là mất công mất thời gian. Đấy, thì các bác nhớ giúp em là khi mà đã xác định đặt hàng rồi thì các bác cứ để ý điện thoại. Đấy, người giao hàng người ta đến nơi người ta điện cho bác là người ta sẽ điện được, là người ta giao được luôn. Đấy, còn ví dụ như mà người ta không điện được thì đôi khi là phải đến hôm sau hoặc là phải mấy hôm sau nữa người ta mới lại giao lại cho bác nhá, thì nó rất là mất công, vừa mất thời gian của bác, đó, mất thời gian cả đôi bên luôn. Đấy, thì nhớ giúp em là đặt hàng thì nhớ giúp em là để ý điện thoại khi mà ship người ta gọi các bác nhá. Rồi, không mất thời gian của bác nữa nhá, thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì hôm nay bên shop về được một ít cái mã hàng rất hay, đó là cái phích điện âm này. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm âm nhá. Đấy, phích cắm âm. Đấy, cái này thì chắc nhiều bác biết rồi, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác chưa biết cái mã phích cắm âm này. Đấy, thì cái phích cắm âm này rất là hay, tại vì các bác đấu nối những cái thiết bị này, ví dụ như là thiết bị camera này. Đấy, rồi là những cái thiết bị mà cần dòng dây, mà đôi khi là các bác cắt những cái đầu cắm, rồi những cái phích của ví dụ như những cái đầu nguồn đi cắt ra để các bác nối vào dây nguồn, nó rất là phí. Đấy, lãng phí, vừa lãng phí cái phích này, ví dụ sau này mình có chuyển đến chỗ khác mình lại phải đi đấu cái phích khác, nó rất là mất công. Thì các bác mua cho em cái phích này về. Đấy, về thì các bác đấu trực tiếp với dây nguồn. Đấy, và có thiết bị điện này các bác cắm trực tiếp lên nha. Đó, cắm trực tiếp vào cho, thế là xong, thế là các bác xài thôi. Nó gọi là cái phích âm nhá. Đấy, bình thường này những cái phích này gọi là phích dương này, vì nó có cái đầu lồi ra thì gọi là phích dương. Còn cái phích này thì nó gọi là phích âm nhá. Hàng của nó sẽ là hàng chân đồng, nhựa để chống va đập chống cháy. Về các bác tháo cho em hai cái đầu ra, đấu cái dây nguồn ở đây. Đấy là nó sẽ cấp điện cho cái phích âm này, và các bác chỉ việc là cắm cái thiết bị các bác muốn xài vào. Đấy là sẽ cấp điện cấp nguồn cho các bác nhá. Đấy thì một cái phích âm này hiện tại em đang bán lẻ, một cái phích âm này giá của nó sẽ là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Còn nếu mà các bác mua theo combo 3 cái một, đấy, 3 cái một thì bên em sẽ bán theo combo cho bác là 20.000 3 cái nhá các bác nhá, 20.000 3 cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái phích điện âm các nhá, phích điện âm này. Phích điện âm. Đấy, phích điện âm. Âm nhá, cái này nó là phích âm nhá. Giá sẽ là 10k nhá, mua lẻ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái nhá, 3 cái thì sẽ có giá là 20.000, 3 cái thì tính ra vào có 7.000 thôi. Còn các bác mua lẻ một cái thì là 10.000 nhá. Đấy, phích điện âm. Đó thì nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Về thì các bác ví dụ như là bình thường những cái thiết bị ấy, là các bác có phải đấu trực tiếp vào dây nguồn. Đấy thì rất là mất công mất thời gian đấu nối ra, thì các bác mua cho cái này về chỉ việc là đấu vào cái dây nguồn, nó có nguồn điện cái các bác cắm cái thiết bị điện vào. Đó, thế là các bác xài thôi, rất là hay. Đó, dùng những thiết bị nó một phích, ví dụ như là bóng đèn này, rồi là những cái thiết bị nó có sẵn phích rồi, ví dụ như là camera thứ là. Đấy, những cái đấy là nó có sẵn phích rồi thì các bác về cái phích dương rồi, về các bác chỉ việc là đấu cái này vào dây nguồn, cắm vào cái phích âm của em bán cho bác nhà là xong, xài rất là hay nhá. Đó thì đang gửi bác là một cái phích điện âm như này với giá sẽ là 10k một cái, còn các bác lấy 3 cái là 20.000 các bác nhá, 3 cái là 20.000, về đấu dây và là xài thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã hàng mới, đó là dòng lưỡi dao giấy này. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi dao giấy nhá, 18mm dòng lưỡi dao giấy nhá. Đây. Đây thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã lưỡi dao giấy này, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao không? Dao thì bên em vẫn có nhá, còn là lưỡi thì đây. Tờ này tiếp tục về cái mã lưỡi này. Đấy, lưỡi này của Yamaha Moto này. Đấy, hàng bãi của Yamaha Moto rất là xịn luôn. Một hộp này là đi 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi, dòng lưỡi đen siêu sắc luôn. Đấy, có phần chữ này. Nó là dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén. Dòng thép SK5 này thì các bác biết rồi. Đấy, nó sắc rất là lâu. Lưỡi thì là lưỡi của hãng Yamaha Moto nhá, Yamaha Moto. Đấy, rất là nổi tiếng của Nhật rồi. cực kỳ xịn. Dao này nó là hàng dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi rất ok. Một hộp này là 10 lưỡi nhá, một hộp là 10 lưỡi. Bên em sẽ bán lẻ một hộp dao giấy 10 lưỡi nha. Giá thì cũng siêu hạt rẻ, siêu bình dân bác luôn. Giá chỉ có 10.000 đúng không nhá, 10k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. Đấy, hộp lưỡi dao giấy. Cái này là lưỡi dao nhá, lưỡi dao. Đấy, lưỡi dao giấy nhá. Lưỡi dao giấy một hộp là 10 lưỡi nhá. Giá thì chỉ có 10.000 thôi. Tính ra là vào có 1.000 một lưỡi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này là giá bên em bán giá gốc cho bác luôn nhá. Đấy, giá chiên đấy, chứ thực ra giá này không có một chút công nữa đâu. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho các bác là cả dao giấy luôn. Dao giấy bên em cũng đang bán bác giá cũng siêu hạt rẻ, 10.000 một cây dao giấy nhá, 10.000 một cây dao giấy. Đấy, cũng dao giấy hàng bãi nhá. Và cái lưỡi này thì các bác có thể thay thế ở đây được luôn. Đấy, lưỡi nó vừa khít với lại cái mã dao luôn. Thì các bác có thể mua kèm cả lưỡi cả dao tùy nhu cầu nhá. Đấy thì trong sẵn trong con dao này đã có một lưỡi sẵn rồi. Đấy, và nếu mà các bác muốn mua thêm thì một hộp lưỡi này là 10.000 và dao giấy này thì bên em cũng đang bán cho bác là 10.000 một cây nhá. Và ưu đãi hơn nếu mà khi mà các bác lấy 4 cây các bác lấy 5 cây dao giấy nhá. Lấy 5 cây dao giấy hàng bãi nha. Thì bên em sẽ để cho bác mức giá sẽ là đi 40.000 các bác nhá. Đây, 5 cây hàng bãi nha. Giá sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá, dao giấy hàng bãi. 5 cây nhá, 5 cây. 5 cây thì đang gửi bác giá sẽ là 40k, còn các bác lấy lẻ một cây thì sẽ là 10k một cây. Đấy, 10k một cây dao giấy nhá, 10k một cây. Còn lưỡi đây nhá, lưỡi thì một hộp 10 lưỡi thì sẽ có giá là 10.000. Đấy, 10.000. Còn các bác mua combo dao thì 5 cây là 40k, một cây là 10k nhá. Đấy, và các bác có thể mua kèm thêm lưỡi. Đấy, lưỡi thì đợt này bên em về thêm. Còn nếu mà các bác có sẵn dao giấy rồi, các bác chỉ muốn mua nguyên dao giấy thì bên em có bán nguyên lưỡi dao giấy nhá. Đấy, có bán nguyên lưỡi dao giấy thì các bác cứ lên mã giúp nhớ giúp em là lưỡi dao nhá. Còn dao là đây, thân dao là đây này, không nhớ nó lại bị nhầm sang cái phần con dao này. Đấy thì nhớ giúp em là lưỡi dao giấy nhá, một hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi, giá sẽ là 10.000, hàng bãi Nhật, Yamaha Moto này, Yamaha Moto hàng bãi Nhật rất là xịn luôn. Đó, 10k một hộp 10 lưỡi nhá. Đấy, dao rất là xịn. Cái này thì bán khá là nhiều rồi. Đó, và hôm nay về được cái lô này hàng rất ok luôn. Đó. Dạ, tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng rất là hay, đó là cái thanh chắn cửa này. Đấy, nhà bác nào mà hay dùng điều hòa nhá, hay dùng điều hòa. Đấy, mà cái khe cửa nó to, các bác dùng điều hòa nhiều ấy. Ví dụ như khe cửa túi to thì các bác bật điều hòa lên cái khí nó thoát ra. Đấy, thứ nhất là nó còn làm lạnh lâu, mà thứ hai nó tốn điện nhá. Rồi là ví dụ như cái khe cửa to bụi biếc nó vào này, thứ hai là côn trùng, đấy, chuột rán nó hay chui vào thì các bác mua trong cái thanh chắn cửa này về nhá. Đấy, nó rất là bên dưới cái phần khe cửa bên dưới ấy. Đấy, các bác dắt nó vào đây, nó có phần mở ra này, các bác mở ra cho nó vừa. Đấy thì khi mà ấy nó tự động nó co vào nhá. Đấy, và một cái thanh này chiều dài của nó là 90 phân là thoải mái một chiếc cửa rất là to rồi. Đấy, còn nếu mà về thừa thì các bác mình có thể cắt ra thôi nhá, mình có thể cắt đi. Thì em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái thanh chắn cửa nhá. Đấy, thanh chắn cửa. Một thanh này chiều dài là 90 cm nhá các bác nhá, 90 cm, 90 phân đúng không nhá. Giá của nó thì gửi bác sẽ là 30k nhá. 30k một cái thanh chắn cửa này, 30.000 một thanh chắn cửa, nó là dạng bằng xốp nhá. Bên dưới thì là một cái dạng nó có một cái lớp vải này, đấy, một cái lớp vải. Đấy, nó vừa chắn được bụi bẩn này, đấy, rồi là côn trùng nó chui vào, rồi là thấy tình trạng khí điều hòa nó lọt ra. Đấy, gây tốn điện, điều hòa làm là lạnh, mất thời gian cái thứ rồi. Đấy, các bác mua cho cái thanh này về nhá, chắn rất là hay luôn. Đấy, đấy, và ví dụ như là các bác để chẳng may là nhà có hay có trẻ con nữa rồi. Đấy, ví dụ người già đi chẳng may hay bị đá chân kẹt chân vào thì các bác dắt cái thanh vào cũng rất an toàn hiệu quả luôn. Đó, một thanh này nó chỉ có 30.000 thôi. Giá rất là hạt rẻ bình dân, mà chiều dài lên đến là 90 cm luôn. Về dùng thoải mái một bên cánh cửa to luôn nhá. Đây, các bác cùng xem đến cái video về sản phẩm này. Đây. Đấy, về các bác dắt nó vào. Đấy, sau các bác dắt nó căng rồi các bác cắt nó đi. Đấy, và ví dụ như là mình có bụi bặm các thứ nó không thể chui được này. Đấy, đấy, rất là sạch nhá. Rồi ví dụ như là côn trùng, chuột, rán các thứ là nó không chui được nhá, rất là kín luôn. Đấy, rất là hay quá nhá. Thì chắc chắn phải cần đến cái này. Đấy. Đây là một cái thanh nẹp xốp chặn khe cửa. Công dụng của nó chính là ngăn hơi máy lạnh thoát ra bên ngoài, ngăn bụi bẩn, côn trùng vào trong phòng. Bạn hãy thử xem tiền điện máy lạnh mỗi tháng của mình sẽ giảm, rất là bất ngờ đó. Đó, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng cho cái cửa nhà mình. Đấy, phòng ngủ, phòng khách, những cái chỗ nào mà các bác cần cho vào. Đấy, chỉ việc cho vào. Đấy, các bác đóng một cái rất là kín luôn, kín mít luôn nhá. Ok luôn. Thanh chắn cửa nhá, lên mã thanh chắn cửa một thanh 90 cm, giá sẽ là 30.000 thanh. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây tiếp tục về cái mã hàng đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy, bộ điều khiển từ xa này giá đi siêu bình rất là rẻ, 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa thôi. Đấy, trước thì các bác mất rất là nhiều tiền, với cả 100.000 rồi là 150.000 mới mua được bộ điều khiển từ xa. Đây đợt này nó về cái lô này giá siêu hạt rẻ để bác nào cũng có thể dùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách điều khiển được là tối đa là 100m nhá. Giá của nó sẽ là đi 90.000 một cái bộ điều khiển từ xa này, 90.000 bộ nhá. Con này nó sử dụng được điện 220 nên là các bạn yên tâm nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, đấy về các bác đấu dây vào đây và đi kèm với bác là một cái tay điều khiển nhá. Tay điều khiển này sẽ có là nút on off này. Đấy, nút on là bật lên và nút off là tắt đi, có thế thôi. Đấy, điều khiển nhìn như kiểu là một chiếc chìa khóa xe ô tô luôn, rất là xịn. Đó, đây. Còn đây là cái cục nguồn chính này. Cục nguồn chính thì sẽ có hai bên nhá, AC input tức là vào. Đấy thì các bác nhìn cho em giúp cho em số này, 1 2 thì các bác sẽ đấu giúp em sẽ là nguồn vào. Vào thì các bác vào trực tiếp giúp em là điện 220 nhá, và 3 4 sẽ là ra. Ra thì các bác ví dụ như các bác muốn điều khiển những thiết bị gì thì các bác đấu ra, ví dụ như là bóng điện này, rồi là cái gì nhỉ, bóng điện này, rồi là những cái thiết bị điện sử dụng ví dụ như là nồi cơm này, rồi là máy bơm này, các thứ này rất ok. Đây và đi kèm thì sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác xài các bác nhá. Đấy, để về các bác xài. Con này thì cái giải nó hoạt động được là giải điện hoạt động, nó có thể hoạt động được trong giải điện từ 12 đến 72V luôn. Đấy và AC là 220 tức là điện 12 nó cũng có thể hoạt động luôn nhá. Đấy và cái công suất nhiều bác hỏi công suất của em, cái công suất của con này thì công suất của nó rơi vào khoảng tầm là đi 30A các bác nhá, 30A nên là máy bơm khoảng tầm 3-4 ngựa là xài thoải mái luôn, xài thoải mái luôn. Đấy, chỉ việc là các bác đấu nguồn và các bác đứng từ xa bấm cho em cái điều khiển này là tự động là các bác muốn bật lên các bác bấm on, tắt đi bấm off, thế xong mình không cần phải chạy ra bật công tắc thứ rất là mất thời gian nhá. Thì các bác mua cho em cái này về các bác bấm nhá, rất là ok. Cái bộ này về các bác điều khiển nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ điều khiển từ xa, khoảng cách là 100m nhá, điều khiển khoảng cách xa nhất là 100m nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 một bộ thôi. Đấy, tiếp tục hàng lại về. Bữa trước thì đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay hàng tiếp tục về, cái mã này rất là hot luôn, cứ về đến đâu hết đấy các bạn. Nó đắt hàng dã man luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khoảng cách thực tế của bộ điều khiển từ xa này là bao nhiêu mét? Các bác cùng em kiểm tra thực tế nhá. Lên nào. Với khoảng cách này là 10 mét này, em bật cho các bác xem này. On này. Đấy và ập. Đấy, vẫn ok. Với khoảng cách này rất là xa rồi. Đấy bóng đèn nó tít đầu đạn trắng trắng như kìa. Thì em bật cho xem này. Đấy bật này, bóng đèn sáng này và gì ạ? Tắt. Đấy, vẫn ok nhá. Với khoảng cách này là 150 mét rồi. Các bác nhìn nó rất là xa luôn. Em mình ở nút bật này. Đấy, và em mình ở nút tắt này. Đấy, không tắt được nhá. Kinh nghiệm là gì ạ? Các bác thì mình phải dơ cao lên. Đấy, thì là mình lại tắt được ngay. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản ạ. Về các bác chỉ việc đấu 2 dây nguồn vào đây này, và 2 dây này thì mình đấu ra bóng đèn này, hoặc là máy bơm. Đấy, đều được ạ. Có vài chục ngàn thôi mà các bác không cần phải chạy đi chạy lại bật tắt thiết bị nó vất vả đâu ạ. Đấy, rất là hay nhá. Đấy về các bác lắp đặt vào dưới em. 2 nguồn vào có nhá, 2 nguồn 1 2 là vào và 3 4 là ra, có thế thôi, rất là dễ dàng lắp đặt. Đây nó có cả ký hiệu này, nhưng có cái là bằng tiếng Anh. Đấy, input là vào nhá và output là ra nhá. Đấy 1 2 là vào, 3 4 là ra, có thế thôi. Và các bác dùng cái điều khiển các bác bấm xem. Đấy, khoảng cách điều khiển là 100m nhá, điều khiển rất đẹp luôn. Bộ điều khiển từ xa khoảng cách 100m nhá, giá chỉ có 90.000 bộ thôi. Giá siêu hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái bộ keo góc 5 châm này. Đấy, lên mã cho em thấy cái bộ keo góc 5 châm hàng của Kobushi nhá. Hôm nay thì hàng tiếp tục về. Đấy, bữa trước thì đang bán thì cũng hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Về chuyên dùng cho các bác làm thợ cơ khí nhá. Con này khi mà các bác sử dụng thì nó có thể keo được góc là 90 độ và keo được một góc là 45 độ nhá. Để các bác hàn những cái vị trí khó các thứ rồi. Các bác nẹp vào những cái thanh kim loại, thanh sắt ấy, nó hút rất là mạnh luôn. Con này hút mạnh lắm. Đây, em sẽ lấy cho bác xem một cái này. Nó là dạng nam châm những kiểu, nó hút kinh lắm, hút khỏe dã man. Đây có gì này, hút mấy cái nó dính với nhau. Em xách, chiều nay em xách lên mấy cái nên nó còn đang dính với nhau đây. Các bạn nhìn nó hút, nó dính với nhau luôn. Đấy, rất là chặt luôn, hút nó dính chặt lắm nhá. Đây nó dính chặt lắm. Đấy. Đó đấy không? Đây này. Đó, về các bác dùng để keo góc nhá. Đấy đây này. Dính rất là chặt luôn. Đó, keo góc 5 châm mình keo góc ví dụ là keo góc 45 độ này. Đấy 45 độ, keo góc là góc vuông 90 độ này. Đây, 90 độ, 45 độ này, rất ok nhá. Lực hít cực kỳ khỏe luôn. Đấy, lực hít rất khỏe nha đây. Con nam châm nó đây nhá. Đấy, cầm rất chắc chắn, hàng của thương hiệu Kobushi Japan và em báo giá luôn. lên mã giúp cho em sẽ là cái keo góc 5 châm. Bên em đang gửi bán một cái keo góc 5 châm này về cho anh em thợ hàn, thợ cơ khí, làm nghề làm ngủ các thứ rồi sử dụng gia đình cũng ok luôn. 90k một cái nhá, 90k một cái keo góc 5 châm nhá. Lên mã em sẽ là cái keo góc 5 châm. Đấy, keo góc 5 châm một cái là 90.000 nhá. Đây các bác cùng xem cái thực tế về sản phẩm đây. Đây anh thợ hàn anh sử dụng này. Đấy, ví dụ như là các bác kia những cái con góc vuông này, đấy, góc vuông 90 độ nhá. Đấy 90 độ. Đấy, hoặc là góc 45 độ là các bác dùng là các bác kia này. Đỡ mất thời gian mà các bác làm nó rất là nhanh. Các bác nhá. Đấy, làm rất là nhanh, làm nó có công cụ đồ nghề nó hỗ trợ này, các bác làm nó nhanh lắm. Làm nó dễ làm, dễ làm. Đây, các bác thấy không? Rất là hay nhá. Đấy, kia những cái góc vuông, góc 45 độ rồi, quá là ok luôn, đỡ phải căn ke nhiều, dùng cái con này các bác ke xem. Đấy, vừa nhanh, hàn nó chuẩn, nó chính xác nhá. Đấy mà nó thuận tiện trong cái công việc mình làm. Đấy, giúp đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian mình làm công việc nhá. Rồi, lên mã em sẽ cái keo góc 5 châm, hàng vừa về xong nhá. Rất nhiều bác hỏi cái mã này đang hết hàng thì hôm nay hàng tiếp tục về nhá. 90k một cái keo góc 500 nha. Bắt đầu đang vào mùa muỗi này. Đấy, muỗi rất nhiều, miền Nam miền Bắc, đấy, miền nào hiện tại cũng đang rất nhiều muỗi nhá. Để các bác sắm ngay cho em một cái con máy đuổi muỗi của hacker này. Đấy, con này đuổi muỗi rất hay luôn. Đó thì một cái bộ sản phẩm máy đuổi muỗi này sẽ có giá là đi 60k nhá, 60k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi hacker nhá. Máy đuổi muỗi nhá. Cái này thì nó chỉ có đuổi muỗi thôi chứ không diệt được muỗi ạ. Đấy, nó đuổi muỗi tránh xa khu vực mà khi mà các bác bật cái đèn này lên thì nó sẽ tránh xa ra. Đấy, ví dụ các bác có thể là cắm trong phòng ngủ này, rồi là phòng khách, những cái chỗ nào nhiều muỗi mà các bác hay làm việc rồi là ngủ nghỉ ra thì các bác cắm vào đây. Đấy, nó sẽ đuổi sạch muỗi đi nhá. Cái này thì hàng của nó không mùi nhá. Đấy, không mùi không vị và rất an toàn với con người nên là có yên tâm nhá, dùng thoải mái luôn. Đó, một cái máy đuổi muỗi hacker này giá của nó sẽ là 60k một máy nhá, 60k một máy. Còn nếu các bác muốn mua thêm cái lọ tinh dầu để về các bác dùng thêm thì hiện tại em đang bán thêm một cái lọ tinh dầu như này là 20k một lọ nhá, 20k một lọ tinh dầu này. Một lọ tinh dầu này dùng được là 480 tiếng nhá. Đó, con này đuổi muỗi rất là nhạy luôn. Những cái chỗ nào nhiều muỗi là các bác cứ cắm vào cho em. Đấy, bắt đầu là giờ chập tối, bắt đầu có muỗi thì các bác cứ cắm vào cho em. Đấy đi đây. Một cái bộ máy này thì máy đuổi muỗi sẽ có là một máy nhá, một thân máy này. Đấy, một thân máy, dây nguồn sử dụng trực tiếp nguồn 220 nhá, các bác cắm vào. Đấy, sau đó có bật công tắc lên. Đấy, đây, ở đây nó có công tắc này. Đó, các bác bật cái công tắc này lên là các bác xài thôi. Đấy. Và đi kèm là một cái chai tinh dầu nó có sẵn ở trong này rồi. Đấy thì một bộ đây là một máy và một chai tinh dầu, một bộ như này là 60.000 rồi các bạn. Đấy, một bộ này là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm tinh dầu để về các bác dùng thêm thì một lọ tinh dầu này đang gửi bác là 20k nhá. Đấy, 20k một cái lọ tinh dầu đuổi muỗi nha. Còn một cái bộ máy đuổi muỗi là một bộ như này là 60.000 các nhá, 60.000. Cái này thì đây về rất dễ xài. Cắm trực tiếp vào cái điện 220 cho em. Đấy, sau đó là các bác mở cái nắp ra này. Đấy, lấy cái chai này ra. Đó, xoáy em mới lắp này ra. Hướng dẫn các bác xài luôn nhá. Đó, sau đó các bác lắc đều nhá và các bác xoáy nó vào đây. Đấy, xoáy vào đây. Thì đây nó đã có sẵn cái bấc của đấy nhá. Cái bấc của đấy thì các bác bật công tắc lên thì ở trong này nó sẽ có cái mai so nó đốt nóng thì cái phần bấc nó sẽ nóng lên và nó sẽ bốc cái hơi lên. Thì khi mà con muỗi nó ngửi cái hơi này nó sẽ chạy xa, nó sẽ tránh xa khu vực mà các bác thắp đèn lên. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái máy đuổi muỗi hacker, một bộ là một máy và một chai tinh dầu có sẵn thì là 60.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm một lọ tinh dầu hoặc là hai lọ tinh dầu hoặc là mua thêm nhiều lọ để về các bác xài thêm thì một lọ tinh dầu này là 20k một lọ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái hộp tinh dầu Dubai nhá. Lên mã em sẽ cái hộp tinh dầu Dubai này. Đấy, hàng made in Dubai rất xịn luôn. Đây, một hộp này sẽ gồm có là 5 chai, 2, 4, 5 và nó sẽ có là 5 mùi hương khác nhau nhá. Cái này dùng cho cả nam cả nữ đều được luôn. Đấy, nó là một cái dạng tinh dầu thơm, tinh dầu thơm. Bình thường là các bác cứ hay xài những cái loại nước hoa. Đấy, như nước hoa thì nó là pha với lại nước nó loãng rồi, nhưng dạng này là hàng của Dubai là nó là chiết xuất đặc 100% luôn, nên là thiết kế trong những cái chai rất là nhỏ này. Nhỏ nhưng mà nó là hàng đặc nhá, hàng đặc, hàng siêu đặc luôn. Đấy nên là mùi rất thơm, lưu hương lâu. Đấy, cái này thì các bác có thể là sức lên quần áo này, để trên xe ô tô này, để trong tủ quần áo này, hoặc là làm thơm phòng, thơm nhà, rồi là sức thơm cơ thể nhá, đều được luôn. Đó, sử dụng rất đa năng nhá. Các bác chỉ việc lấy ra sức chăm một vài giọt, đấy, một vài lần lăn thôi là nó rất là thơm luôn và thơm rất là lâu, mùi hương rất thơm, thơm rất lâu nhá. Đây nó là dạng con lăn này con nhỉ. Đấy, nó là dạng con lăn. Đấy, dạng con lăn nhá. Thì các bác chỉ việc lăn vào những cái chỗ nào các bác muốn thơm các bác lăn vào. Đấy, và lưu hương thôi nhau nhá. Mùi hương thơm lâu. Đấy, thơm. Đấy, mở ra cái rất thơm luôn, mà còn chưa lăn nha, nhưng mà mở ra cái rất là thơm rồi. Đấy, hàng made in Dubai này, nguyên hộp này luôn. Đấy, đằng sau này, đấy, mã code QR nhá. Đấy, made in UAE. Đấy, rất ok luôn. Một cái hộp chai tinh dầu Dubai 5 lọ này, lên mã giúp em sẽ là cái chai nước hoa Dubai hoặc là lọ tinh dầu Dubai đều được. Đấy, một lọ này là một hộp này là 5 lọ, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ nhá, 70k một hộp. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ mũi khoan kèm cả taro trong nhá. Đấy. Thì nhiều bác hỏi cái bộ này, một cái bộ này thì sẽ gồm có là 6 mũi này, 6 mũi. 3 này, 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 3 4 5 6 8 10. Đựng trong chiếc hộp rất đẹp này. Đây. Đấy, dòng này là dòng dạng thép gió nhé, phủ một lớp titan siêu sắc luôn. Đấy, vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhé, rất xịn. Cái đầu này của nó đầu lục giác nên là các bác có thể lắp vào trong máy khoan pin cái thứ cho em ok luôn. Đấy, một hộp này thì 5 mũi các nhá, 5 mũi này, 3 4 5 6 8 10 nhá, 3 4 5 này, 6 8 10. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông để về các bác vừa khoan vừa tạo taro đen trong nhá, rất là hợp lý luôn. Một bộ này thì em gửi bác giá sẽ là 100k bộ, lên mã giúp cho em sẽ cái bộ taro gen trong nhá, bộ taro gen trong. Đấy, một bộ này là 100k. Đấy, một bộ 100k nhá, 5 mũi nhá, 3 4 5 6 8 10. Đấy, 5 mũi rất sắc bén luôn, vừa khoan vừa tạo taro gen trong, đầu chân lục giác, về lắp máy khoan pin, máy khoan cầm tay em ok luôn. Đấy, rất đẹp, đựng trong hộp hiếc ngon lành nha, là 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là dòng thiếc và nhựa thông nhá. Đấy, thiếc và nhựa thông. Một cái cuộn thiếc 100g như này, bên em đang gửi bác giá thì siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cuộn thiếc Hàn nhá, 100g. Giá của nó sẽ chỉ có là đi 30k thôi. Giá này thật sự bác là giá này là giá bên em bán, gọi là bán thêm hàng cho bác thôi, chứ tính ra một cái cuộn này thì không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g mà chỉ 30.000. Bình thường các bác mua một cái cuộn 100g này nó rơi khoảng tầm là đi những cái shop khác là bán khoảng tầm 6-70.000. Tại bên em gọi là bán giá gọi là giá ưu đãi bác thôi, giá chiên thôi, chứ thực ra gọi là không lợi nhuận luôn. Đấy, 100g luôn, nặng trịch đấy nhá, rất nhiều thiếc luôn, 100g thiếc cơ mà, nhiều lắm. Đó, mà giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ cuộn thiếc 100g nhá, 30k. Đó, rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái hộp nhựa thông. Đấy, hộp nhựa thông này thì nó nhỏ nhỏ anh sinh nha. Đấy, nói chung là thiếc thì các bác dùng nhiều, thì nhựa thông thì mình dùng ít. Đó thì các bác có thể mua cho em hộp nhựa thông này về. Đấy, các bác hàn gia đình, hàn ít thì mình mua cho em cái hộp này về. Một hộp nhựa thông này bên em đang gửi bác cái giá sẽ là đi 10k các nhá, 10k một cái hũ nhựa thông này. Lên mã giúp em sẽ là cái hộp nhựa thông đang gửi bác là 10k. Đấy, chỉ có 10.000 thôi một cái hộp nhựa thông này các nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã pin 23A nhá. Đấy, mã pin 23A 12V. Đấy, pin này để về các bác lắp vào điều khiển ở cửa quấn này, rồi là ở remote điều khiển từ xa, rồi về các bác có thể là chế đồ chế đạc các thứ. Rồi ở đây 23A 12V các nhá. Đấy, thông số của nó 23A 12V, có cực âm cực dương đầy đủ luôn. Đây, âm đây, âm đây, dương đây nhá. Đấy, đây 23 12V, về lắp vào điều khiển remote nhá, điều khiển từ xa, rồi là điều khiển cửa quấn các thứ ra. Đấy, đồ chế cháo cho em ok luôn. Một viên này hiện tại em đang bán cũng giá cũng rất là hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 một viên thôi nhá, 10.000 một viên pin 23A 12V nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là pin 23A 12V. Đang gửi bác một viên này là 10.000 nhá, đang gửi bác là một viên 10.000 một viên nhá, 10k một viên pin nha. Cây nhíp kẹp này, đấy, cây nhíp kẹp của VTut này, cây nhíp kẹp này thì về các bác dùng để kẹp linh kiện điện tử này. Đấy, rồi là những cái đồ mà nhỏ xíu ấy. Ví dụ như là mình có thể dùng để nhặt, ví dụ như là nhặt chỉ, rồi là các bác mua về, ví dụ như là có những cái món ví dụ như là yến trưng ấy, rồi là tổ yến ấy mà nó dính rất nhiều lông ấy, thì các bác về dùng cho em cái nhíp này, các bác kẹp ra. Rồi là ví dụ anh em thợ thuyền dùng để nhép gấp, ví dụ như là gấp đồ linh kiện điện tử, những cái đồ nhỏ thì các bác mua cho em cái cây này. Đấy, đây cái phần mũi nó như kiểu là đầu kim này, rất là nhỏ, và gấp những cái ví dụ như là những cái dạng siêu nhỏ, ví dụ như là những cái sợi chỉ này, các bác nhìn em gấp này. Đó, những sợi chỉ này, đó thấy không, có thấy không, sợi chỉ gấp phát một luôn nhá. Đấy, vì cái phần đầu kẹp nó rất là nhọn, nó rất là dễ dàng sử dụng. Đó, một cái cây nhíp kẹp này thì bên em gửi bác giá sẽ là 15.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây nhíp kẹp. Đấy, cây nhíp kẹp hàng của VTut này, giá của nó sẽ là 15k một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp nhé. Lên mã cho em cái cây nhíp kẹp dùng để mình kẹp nhíp những cái chân linh kiện thứ ra. 15k một cây, 15k thôi, giá rất là rẻ bình dân. 15k một cây nhíp kẹp nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây dao siêu tầm S1 này. Đấy, cây này thì giá thì cũng siêu bình dân. Lên mã em sẽ cái cây dao siêu tầm S1, cây này đẹp lắm. Đấy, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Một cây này hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Hàng sắc lắm, hàng lưỡi cực kỳ sắc luôn. Đấy, hàng lưỡi sắc nhá. Mua về sưu tầm này, mua về sử dụng này. Đấy, mua về mình đi rừng đi phượt đi chơi. Đấy, có con dao mình chặt thái hoa quả cũng rất ok, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Có kèm cả một cái bộ bao đựng đi kèm này. Đấy, vân gỗ lên rất đẹp này, à vân đá lên rất ok. Đấy, một cái cây này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao sưu tầm. Đấy, dao siêu tầm S1 nhá, mã của nó sẽ là S1, giá của nó sẽ là đi 30k nhá, 30k một cái cây dao siêu tầm S1 này, 30k một cây. Đó, mua về siêu tầm, mua về sử dụng. Cắt thái lưới em rất ok, sắc bén lắm. Đây, hàng rất đẹp luôn. Đó, nhỏ gọn xinh xinh. Chiều dài rơi khoảng tầm 20 cm nhá. Đấy, 20 cm. Đó, nhỏ nhỏ xinh, có cả cái bao đựng này. Nhìn như kiểu một cây kiếm luôn cô nhá. Dao siêu tầm S1 nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cái cây dao siêu tầm S1 này, chỉ có 30.000 thôi. Đó, rất đẹp, có cả bao đựng này, rất ok. 30k một cây, dao siêu tầm S1. Hàng đó là cái cây dao SA78 này. Bữa trước rất nhiều bác hỏi cây dao này, đấy, hôm nay hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã là SA78 nhá. Đấy, cây này thì sẽ có giá là 250.000 đồng và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Ở đây mã của nó sẽ là SA78 này, hàng của Colombia của Mỹ nhá, USA này, đấy cờ Mỹ này, rất xịn sò luôn. Đấy, hình mặt sói. Con này thiết kế thì hàng của nó sẽ là hàng đúc liền thân nhá. Đây, hàng liền thân luôn này. Tay cầm có ốp gỗ 2 đinh tán đồng. Đấy, phần trên phần dưới đều được bo góc, bo đầu, bo cuối hết luôn nhá. Khi bác cầm rất chắc chắn này, cầm rất vừa tay. Đấy, các bác mang đi rừng đi phượt này. Đấy, rồi là đi dã ngoại cắm trại này. Mình có một con dao vừa chặt vừa thái này. Đấy, rồi là anh em sử dụng mua về chơi sưu tầm cũng rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, nhìn cho bộ sưu tập nhìn rất ok. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi. Đó, 250.000 các nhá, 250.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao mã sẽ là SA78 nhá. Đấy, SA78. Giá của nó sẽ là đi 250k nhá, 250k. 250k và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 250.000 bao ship một cây này nhá. Đó, đi kèm thì sẽ có cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đấy, thì khi nào mà dùng thì các bác lấy cái bao đựng này, đấy, các bác đựng vào đây. Vừa bảo đảm an toàn này, các bác không lo nó bị chạm vào phần lưỡi, không lo bị đứt tay này. Thứ hai là bảo vệ cái phần lưỡi của con dao nhá, không lo nó bị va chạm vào đâu nó sứt mẻ này. Đó. Và đây nó có một cái lỗ đây này. Đấy, ví dụ các bác có đeo vào thắt lưng, mình đeo vào bên hông nhá. Đấy thì các bác xỏ cái thắt lưng vào đây, các bác đeo bên hông rất đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất. Có cả bao đựng đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn bộ cả bao đựng cả dao là 250k các nhá, 250k bao ship tận nhà luôn. Rất đẹp nhá. Dao có nhìn ngắm lại lần nữa. Quá đẹp luôn, sáng choang luôn. Rất dày nhá, thứ dao nhìn cực kỳ dày luôn. Đấy, và hàng này thì bao sắc bao sáng luôn nhá. Lưỡi sắc lắm, lưỡi sắc kinh khủng luôn. Đó, hàng sưu tầm nhưng mà lưỡi rất sắc nhá. Đó, đây. Cầm rất vừa tay, ôm tay luôn. Chiều dài tổng thể thì chắc nó rơi khoảng tầm 30 cm. Cái phần lưỡi của nó rơi khoảng tầm 20 nhá. Đấy, còn cái phần cán này rơi khoảng tầm 10. Tổng chiều dài nó rơi khoảng tầm 30 cm nhá, 30 cm. Mã dao SA78 nhá, 250k nhá, 250.000 bao ship tại nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo thì hàng bên shop vừa mới về xong. Đấy, bữa trước thì cũng nhiều bác hỏi cái mã này nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng tiếp tục lại về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mã hàng là bật lửa đồng hồ nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Bật lửa đồng hồ này sẽ có giá là 90.000 một cây nhá. Bật lửa đồng hồ. Đấy, bật lửa kiêm có cả đồng hồ luôn, rất là hay. 90k một cái bật lửa đồng hồ này, 90k một cái. Đấy. Con này thì các bác về các bác chỉ việc bơm ga và dùng thôi. Đấy, hàng mua về sưu tầm này, mua về làm quà biếu tặng này, nguyên hộp rất đẹp luôn. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ này. Đó, đây, hộp kiếc rất đẹp nhá. Đây, đẹp từ hộp này. Còn đây là sản phẩm chính này. Đó, một con bật lửa nhá, kiêm với lại cả đồng hồ rất ok. Đây. Đây là cái phần công tắc để các bác bấm bật lửa này, để các bác bấm là con này nó có đánh lửa tự động luôn nhá. Đấy, các bác bấm là tự động là nó sẽ đẩy lửa lên. Đấy, thì về là các bác bơm ga đây cho em, đây là cái lỗ bơm ga nhá. Đấy, kiêm chỉnh to nhỏ luôn. Về các bác bơm ga vào đây nhá. Đấy thì hàng này thì hiện tại là nó chưa có sẵn ga đâu. Về thì các bác tự bơm ga vào nhá. Đấy, về các bác tự bơm ga và là các bác xài, còn hiện tại là chỉ có bật lửa không thôi, không có ga nhá. Đấy, và đi kèm thì có cả đồng hồ, có nhìn đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá, rất ok. Đấy thì ở đây nó có cả cái nút chỉnh giờ này. Đấy, chỉnh giờ. Đó thì các bác xoay cho em vòng này, khi mà chỉnh đúng giờ thì các bác bấm cho em cái. Đó là nó sẽ chạy luôn. Đó, mặt la mã lên nhìn rất đẹp luôn. Đó. Đây, bấm vào đây là nó sẽ lên lửa này. Đấy, bấm lên sẽ lên lửa, mà khi mà đồng thời các bấm thì tự động cái phần đèn của đồng hồ này nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, phần đèn đồng hồ nó sẽ sáng lên như kiểu một chiếc công tắc nhá, rất là hay luôn. Đó, vừa là một chiếc hộp quẹt bật lửa này, vừa có mặt đồng hồ để các bác chủ động xem giờ giấc nhá, rất ok. Đấy, mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng cho em này, rất là hợp lý luôn. Giá thì sản phẩm hàng mới nguyên hộp như này. Đấy, cả tem phiếu đầy đủ luôn. Thì chọn bộ sản phẩm bật lửa đồng hồ này, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k. Đó, rất là đẹp luôn, 90k một chiếc bật lửa đồng hồ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái dòng dầu gió của Singapore nhá. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái chai dầu gió của Singapore, hàng made in Singapore, hàng sản xuất tại Singapore nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây, đấy, xuất cho thị trường Mỹ. Hàng này thì cam kết với các bác là hàng dầu gió chuẩn chính hãng, và hàng bên em thì là hàng xách tay nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng, hàng xách tay rất là xịn xò, ok luôn. Hàng này đây, hàng này của nó sẽ là hàng 2 nắp nhá, hàng 2 nắp rất là xịn. Này, bóc cho bác trà này, mùi thơm này, nóng nhá. Đấy, mùi thơm và nóng. Đây, hàng giấy tờ đầy đủ này. Đó, phiếu giấy đầy đủ nhá. Còn đây là sản phẩm này. Đó, đây, có thấy không, đây này, Singapore này, USA này. Đấy, xuất cho thị trường USA nhá. Đấy, hạn sử dụng đến 2028 nhá, nên các bạn yên tâm. Hàng này của nó là hàng 2 nắp nhá, hàng 2 nắp thì thiết kế rất hay. Đấy, chống chỉ định, ví dụ như là trẻ con chẳng may là chúng nó có sờ vào thì chúng nó không thể mở được nhá. Đấy, còn khi mà các bác muốn mở, các bác ấn cho em xuống này, ấn cho em xuống, ấn xuống. Đấy, sau đó là các bác xoáy, các bác ấn mạnh xuống nhá, ấn mạnh xuống, sau đó các bác xoáy thì nó mới ra. Đấy, nhiều khi về các bác bảo là sao xoáy mãn không ra thì đấy, về các bác phải ấn xuống nhá, vừa xoáy vừa ấn nhá. Đó, vừa xoáy vừa ấn thì nó mới ra được nhá. Còn nhiều khi là các bác xoáy bình thường nó không ra đâu, vì hàng này của nó là hàng 2 nắp. Đấy, chống trẻ con nghịch. Đó thì về các bác cứ nhận hàng kiểm tra mở ra. Đó, các bác cứ test thử cho em thoải mái luôn. Mùi thơm nóng nhá, mùi thơm nóng. Hàng cam kết với các bác là hàng chuẩn dầu gió của Singapore. Đấy, hàng chuẩn dầu gió của Singapore nên là các bác yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, hàng cam kết chính hãng bác luôn. Đó, rồi. Báo giá bác luôn nhá. Hiện tại bên em đang bán một cái chai dầu gió của Singapore này. Đấy, các bác nhìn cái tem 7 màu nổi lên này. Đó, hàng chuẩn chính hãng này. LA USA này, đấy, Singapore. Giá một cái chai dầu gió Singapore này, giá của nó sẽ là 50k một chai, 50k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dầu gió Singapore 50k, hàng xuất đi Mỹ nhá. Đấy, hàng xây Mỹ rất xịn luôn. Đó, cực kỳ ok. Một chai này sẽ là 24ml nhá, 24ml. Một cái mã sản phẩm mới tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái bộ keo vá lốp này, em báo giá bác luôn. Một cái bộ keo vá lốp nha, thì em đang gửi bác là 40.000 một cái bộ keo vá lốp này nhá, 40k bộ thì đây. Đó thì sẽ gồm có là một cái chai này. Đấy, rồi là cái đầu bơm, miếng giấy giáp đánh nhá, rồi là một cái miếng một cái dụng cụ để các bác phết quẹt này. Đấy, rất ok. Một bộ này là 40k. Về ví dụ những cái lốp của các bác mà nó bị bong đấy, rồi là nó bị rách, nó chém ấy, kiểu dạng nó chém. Cái này là trong trường hợp là thủng thì chịu, cái này không được gì đâu bạn. Đấy, chỉ ví dụ trong trường hợp là cái lốp của bác nó bị chém, nó bị rách ra. Đấy, rách ra một ít đấy, một cái mảng mà nó kiểu nó dạng nó bong như kiểu là dạng vẩy cá đấy, các bác dùng cái này, các bác vá, sau đó có úp lại cái miếng cũ đấy thì nó sẽ vá đầy lên, có nhá, vá đầy lên thì các bác đi ví dụ mình đi đường dài thì mình đỡ lo lắng nhá. Đấy, một lọ này là 30ml này, nó là dạng để em bóc vào bác con đấy. Đây nó là dạng keo đen này. Đấy, dạng keo đen này. Đấy, đi về các bác cứ cho trực tiếp vào trong cái chỗ vệ sinh sạch sẽ chỗ đi, sau đó các bác cho ấn trực tiếp vào và các bác để giúp em trong khoảng tầm 2-3 tiếng thì nó sẽ khô keo và các bác sử dụng bình thường thôi nhá. Đấy, đi lên mã giúp em sẽ là cái keo vá lốp nhá. Đấy, cho lốp xe đạp, xe máy, ô tô nữa, dạng kiểu dạng lốp nó bị chém rách ra các bác nhá, chém rách ra đấy, chém rách ra nhưng mà không phải là thủng nhá, nó là dạng chém rách thôi, chứ thủng thì các bác phải đi vá kiểu là chuyên dụng kia. Còn cái đây là nó dạng lốp nó chém ra, nó rách ra thì các bác dùng cái tip về cho em. Đấy, một bộ nha. Một bộ keo vá lốp này đang gửi bác là 40k một bộ nhá. Lên mã em sẽ là keo vá lốp 40k một bộ. Đấy, các bác cùng xem thực tế cái video về cái mã hàng này này. Đây. Đấy, ví dụ các bác nhìn này, những cái chỗ mà nó bị chém ra, đấy, nó rách ra nhà này. Đấy, các bác dùng để các bác phết vào. Đấy, phết vào sau đó các bác ấn nó vào. Đấy. Ấn nó vào và các bác để nó khô là nó sẽ ok. rất tiện dụng luôn. Đấy, con này nó bằng dạng cao su non, rất là bám dính nhá, rất là hay luôn. Đấy, rồi những khe hở là các bác phết nó vào để các bác dính vào nhá. Đó, rất chắc chắn, ok luôn. Đấy, các bác cùng xem lại này. Đồng chỉ với lọ keo và lốp, lốp bị thủng, bị rách không cần thay mới, dùng ngay cho em lọ keo và lốp này. Cách sử dụng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đổ keo vào chỗ cần vá, đợi keo khô sau 1 đến 2 tiếng là dùng được ngay. Keo có chất liệu siêu dính từ sợi cao su, đảm bảo được độ đàn hồi và chắc chắn cho lốp xe. Hôm nay shop có chương trình giảm giá 50% rất đồ keo nhá. Đấy, chế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác cứ phết vào, sau đó là các bác vá lốp xe đạp, xe máy, ô tô thứ cho em, ok, rất là hay luôn. Đó thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k một cái bộ keo va lốp này, 40k một bộ tiếp keo va lốp thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm sáp này, lên mã giúp cho em sẽ là nồi cơm sáp nhá. Đấy, hàng sáp, hàng của Nhật rất xịn sò luôn. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 900W nhá, và dung tích nồi là 1.8 lít này, và đặc biệt là nó sử dụng cái điện là điện 220. Đấy, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên là nó dùng điện 220, nên là các bác Việt Nam dùng cho em thoải mái luôn nhá. Nồi nấu cơm cực kỳ ngon. Đấy, cái này thực tế thì em đã dùng và đã nấu thử rồi, và bên em cũng bán rất là nhiều. Các bác cũng rất là khen vì nồi nấu rất là ngon, cơm rất là ngon luôn. Đấy, cái độ nóng cao nên là cơm nó chín thấu nhá, nấu rất là ngon luôn. Đấy, nồi lít 8 nhá. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn cho em là rất là vừa luôn đấy. Đấy, gia đình khoảng tầm 3 4 người ăn rất là vừa. Nồi thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nó là dòng thiết kế dạng thiết kế đời mới mà, nên là thiết kế rất là đẹp. Đó, đóng gói rất kỹ càng này đây. Em lấy em quay để bác coi nhá. Các nhìn này, nồi quá đẹp luôn. Đó, đặc biệt đầu tiên là điểm nhấn là cái quai sách trước này. Các bác rất tiện dụng luôn, khi mà có quai sách này mình sách mang đi mang lại cho em nhá, rất tiện dụng. Sách từ trên nhà dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà rất là hay luôn. Rồi là thiết kế phần mở vung này. Đấy, các bác chỉ việc ấn với cho em. Đó, tự động sẽ mở ra, còn các bác muốn đóng có ấn mạnh cho em. Đó là sẽ đóng kín vào, còn có ấn đây, tự động mở ra rất hay. Đấy, bên trong thì sẽ gồm có là một cái khay để các bác hấp đồ này. Đấy, những cái món hấp thì các bác cho đây, sau đó các bác để này để các bác hấp này. Bên trong nữa thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm, dây nguồn nhá, có nhá, dây nguồn. Con này nó sử dụng điện là 220 nhá, điện 220. Một cái đong gạo đong nước này, vung sới cơ, quên, xin các bác là môi sới cơm này. Đấy, những cái đồ này là cái đồ đi kèm. Cái này là giấy phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng này. Đó. Rồi ở đây là cái phần ruột nồi nhá. Đấy, ruột nồi nó bên trong có trám một lớp chống dính nhá. Đấy, trám một lớp chống dính này. Đấy, trám một lớp chống dính, và dạng của nó là hàng cắt laser, cắt CNC nên là nó cắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, nó không như cái dạng kia các bác. Những cái dạng kia nó đúc rồi là nó ghép nên là nồi nó, thứ nhất là nó nhìn nó xấu, mà thứ hai là nó không liền mạch. Đấy, khi mà nó không liền mạch thì nấu cơm nó không ngon đâu bạn. Đấy, đặc biệt là cái nồi này. Đấy, nó là hàng nồi đúc, nồi liền nên là có nấu cơm rất ngon, mà đặc biệt nó rất là dày. Những cái nồi dày thì cơm nó càng ngon, vì cái độ nhiệt nó giữ được lâu thì cơm sẽ chín thấu sẽ ngon nhá. Đấy, trong lòng nồi này có cháo nữa chống dính, không lo nó bị bám dính, bị cháy này. Đó, bên trong đây, bên trong thì đây cái phần mâm nó rất là to. Đấy, cái mâm nó khủng bố luôn, mâm to lắm. Đấy, và cái độ nhiệt, độ nóng rất cao luôn. Đấy, phần vỏ trong nó là kim loại nhá, kim loại này rất chắc chắn luôn. Nồi cầm nặng trịch coi nhá, nồi cầm nặng trịch luôn. Đấy, thì đây full combo một cái bộ đầy đủ nha, môi vung rồi là thìa, dây điện nguồn, khay hấp các thứ này. Đấy, nồi đây. Đấy, bấm cái là đóng nắp luôn. Và đây logo sáp. Hàng này thì của nó sẽ là hàng nồi cơ nhá. Đấy, đặc biệt với những cái dòng nồi cơ bây giờ ấy, thì nó rất là dễ dùng, mà đặc biệt là dùng cho trẻ con hoặc là những người lớn tuổi. Những cái nồi điện tử ấy thì nó rất là khó dùng, vì các bác cứ phải xoay rồi căn chỉnh đúng cái chế độ nó đấy nấu thì nó mới chín cơm, nó mới ngon được. Như con này rất dễ dùng. Đấy, nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái xuống, thế là xong. Đấy, lúc nào xong là tự động là sẽ nảy lên là cơm đã chín. Còn lúc nào mà nhớ nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái, có thế thôi, thế là xong nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn, đặc biệt cho người già trẻ em là dùng con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng này. Đấy, nồi thì thiết kế chắc chắn nhá. Cầm một chiếc nồi này nặng trịch luôn, cầm nặng lắm, cầm nó nặng khư luôn. Đấy, nó không những dòng thông thường, thiết kế rất đẹp nhá. Các bạn nhìn này, cái chất nhựa này của nó lại bóng sáng choang luôn này. Đó, đây đây là cái phần rắc nguồn này. Đấy, mô đen này, 220 này, công suất 900W này, dung tích 1.8 lít nhá. 1.8 lít, thiết kế rất đẹp và thông minh. Nói chung là dòng thiết kế nó kết hợp nồi thì là kiểu dạng nồi cơ, nhưng mà thiết kế theo dạng là kiểu dáng đời mới quá nhá, nên nhìn nó rất là sang trọng, lịch sự, mà nhìn rất là đẹp, nhìn rất hiện đại nhá. Đấy, bấm nút cái mở này, đóng mạnh cái nó cài vào này. Đấy, phần quái sách này. Rất chắc chắn luôn, sách manual lại rất ok cho em luôn. Rồi báo giá bác nhá, lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cái nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220 và công suất là 1.8 lít nhá. Vậy em báo giá luôn. Nồi cơm sáp này đang có giá là 450k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Với một cái mức giá này thì các bác yên tâm là giá nó siêu tốt, tốt nhất thị trường luôn. Đấy, 450.000 thôi. Lại cần bao ship cho bác tận nhà nhá. Đấy, riêng dòng này, nồi nấu cơm không ngon các bác không lấy tiền nhá. Nấu cơm cực kỳ ngon luôn. Đấy, nhà ít người, khoảng tầm 3-4 người là nấu cho em là con này, dùng con này rất là ok luôn. Đấy, 450.000 một con luôn nhá, bao ship tại nhà luôn. Nồi cơm của Sáp nhá, dung tích 1,8 lít. Rất đẹp luôn này, con nhìn này. Ngắm lại em nó lần nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, thiết kế này, dòng thiết kế này không có gì phải chê rồi. Đấy, và nó bên trong thì dày dẫn chắc chắn rồi, đồ đạc các thứ nó đủ cả luôn, không thiếu gì cả nhá. Đó. Đó là cái ổ điện U5 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là ổ điện U5. Mã của nó sẽ là U5. Báo giá bác luôn là 250.000 một cái bộ điện nhài, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Dây của nó dài sẽ là 5m nhá. Hàng là đi hàng nó là hàng bãi nhá, hàng bãi dạng hàng thanh lý coi nhá, hàng thanh lý nhưng mà còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, em kiếm được cái lô này là hàng của nó nguyên hộp luôn. Đấy, rất đẹp. Đây, hàng của thương hiệu là Akira nhá, Akira. Đó, made in Japan này, mắc công suất chịu tải lên đến là 3.500W nhá, sử dụng điện 110 hoặc là 220 đều được này, 50 60 hạt nhá. Đó, made in Japan uy tín được các bác ơi. Đó, cực kỳ đẹp. Ổ đi nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Dây nguồn của nó sẽ là dây nguồn dài 5 m nhá, cực kỳ to chắc chắn luôn các bác, nhìn cái đầu cắm này, rất to chắc chắn luôn. Đó. Ổ này thì sẽ gồm có là 5 ổ nha, 1 2 3 4 5, tổng là 5 ổ nhá, và đi kèm từng ổ một là đều có công tắc an toàn hết luôn, rất tiện dụng nhá. Các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy lên, không dùng thì mình tắt đi, rất an toàn tiện dụng luôn. Đó. Và mỗi ổ là đều có đèn báo hết này. Đấy, và có những cái lỗ chống trẻ con sờ tay vào này, các nhìn này. Đấy, những cái núm che. Đấy, các bác cắm thì nó sẽ đẩy xuống, còn không là tự động là nó sẽ đẩy lên. Chống tình trạng ví dụ là trẻ con các thứ là nó hay chọc vào ấy, thì nó hay bị giật đấy, thì ở đây nó có cái lỗ đây. Đấy, chống trẻ con các thứ là nó chạm tay vào, rất an toàn, thiết kế cực kỳ thông minh chắc chắn nhá. Cầm ổ chắc nịch luôn. Đấy thì bữa trước em đã bán rồi nhưng mà số lượng nó cũng ít. Đấy, đợt này thì về thêm một ít nữa, chắc khoảng tầm 3-40 ổ đấy, thì bác nào nhanh tay mà ưng cái mã này. Từ cái mã từ hôm trước chưa đạt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đây, các anh nhìn này. Đó, khi mà bật lên thì nó sẽ có lên từng đèn báo ở từng ổ một thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể tắt đi, rất an toàn luôn. Ok luôn. Đấy, và rất là tiện nha các bác nhá. Nó sẽ có công tắc riêng từng ổ luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ an toàn. Đấy, rất ngon này nhá. Made in Japan này, mắc công suất sẽ là được 3.500W các bác nhá. 3.500W, các bác cắm được rất nhiều thiết bị luôn. Đó, về các bác sử dụng cắm một quả ổ này là các bác cắm rất nhiều thiết bị luôn. Chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân thì các bác cắm được hết cho em luôn nha, cắm được hết luôn. Ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U5. Báo giá bác luôn là 250.000 ổ và bao ship cho bác tận nhà. Dây của nó dài là 5 m nhá. Đấy, báo bác luôn là hàng là thuộc dạng hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng có sẵn đâu. Nên là bác nào mà tranh thủ mà ưng cái mã này thì mua luôn chốt đơn nhá. Để tránh trạng như lần trước là nhiều bác bảo đợi mãi mà không thấy hàng về rồi là chốt nhanh quá chưa kịp chốt. Đấy thì vì hàng nó là hàng hiếm, hàng đẹp mà. Đấy, lâu lâu về được những cái lô mà hàng nó đẹp nó chất này. Đấy, các bác tranh thủ mà ưng cái mã này thì chốt luôn. 250k bao ship cho bác tận nhà luôn. Ổ điện mã U5 nhá. Đấy, hàng made in Japan. Sản phẩm tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy thì hôm nay bên shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được. Đấy, bộ di chuyển đồ cũng được. Giá của nó em báo luôn 70.000 một bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó thì mắc chịu tải của nó sẽ được là 150kg nhá. Đấy, khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là 4 cái đế, 4 cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy, 4 cái đế và một cái đòn bẩy nha các nhá. Đấy, hàng này hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, người Việt ủng hộ hàng Việt. Bộ chuyển đồ, giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi. Giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá. Di chuyển đồ này, rồi là ví dụ như là giường, tủ này, rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là chậu cảnh những cái thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây, một bộ nó nhầy các nhá, trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái đòn bẩy này, bằng sắt cứng luôn nhá. Đấy, bằng thép cứng luôn. Có phần bánh xe này, còn cái phần này phần lách, các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ là các bác kênh lên. Đấy, cái này là kiểu dạng cái kích ấy. cái kích, cái đòn đấy. Đấy, các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này, các bác đút cho em vào, đút vào cái chân đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu các bác đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn đấy, nó chịu tải được là 150 kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này đệm vào để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nha các bác nhá. Đấy thì đây, khi mà di chuyển đi lại nó rất là trơn tru, không nhìn này đấy, nó rất là trơn tru luôn các nhá, rất là hay đấy, nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn đấy, và một cái đòn bẩy nha đấy, một bộ chọn bộ nha, nó chỉ có 70.000 thôi đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền đấy, các bác mua cho các bộ này về các bác kê vào đấy, kích lên sau đó các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em rất tiện dụng mà rất là hay đó. 70.000 bộ thôi nhá, lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá, mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150 kg, 150 kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này dùng hay lắm. Đây bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này không nhá. Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây, các bác còn phải cật lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây, các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó, có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nha, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150 kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dính ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy, thấy không? Chỉ việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên đấy, bẩy nó lên sau đó các bác đút nó vào đấy, đút nó vào vì nó có bánh xe mà đấy, các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi, rất nhàn luôn đấy. Các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này ngon này luôn nhá. Đó thấy không, rất hay luôn, cực kỳ là hay đó, kéo đi kéo lại đùn đi đùn lại cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn, cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay đó, đúng bài luôn. Rồi lên mã giúp em sẽ cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy, một bộ như trên hình các bác đang coi nhá, 4 cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên về tiếp cho bác cái mã gan con Nhật này. Nhiều bác cứ hỏi là cái gan con Nhật bên em có bán lẻ hay là bán kiểu dạng ít không, thì nhiều khi các bác là dùng không hết đấy. Thì đây bên em sẽ bán theo một cái bó nhỏ nhỏ này là 10.000 một bó nhá, 10.000 bó. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là một cái combo một bó gan con Nhật này. Một cái bó này của nó sẽ gồm có là 5 sợi nhá. Đây này, thì em đã cắt sẵn ra đấy và gói nhỏ nhỏ thành một bó này. Đấy, của nó sẽ là 5 sợi nhá. 5 sợi từ to nhỏ này. 1 sợi, 2 sợi, 3 sợi, 4 sợi, 5 sợi nhá. 5 sợi là từ 1 ly nhá. Sợi nhỏ nhất của nó sẽ là 1 ly cho đến sợi lớn nhất của nó sẽ là sợi 5 ly nhá. Cái này là dòng gan con Nhật nhá. Khi mà các bác hơ lửa hoặc là kho nhiệt thì nó sẽ co vào nhá, thay kiểu dạng băng dính điện cái thứ ra thì các bác chuyển sang dùng cái gan con Nhật nhá. Đấy, các bác xỏ vào dây điện sau đó các bác hơ vào nó sẽ co vào nhá. Đấy thì đây một cái combo này nó chỉ có 10.000 thôi, về các bác dùng gia đình cái thứ ra. Đấy, gia đình thì không hay dùng nhiều, dùng ít thôi thì các bác mua cho em cái cục này nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bỏ ra cho giúp em là 10.000 một cái combo 5 sợi gan con Nhật đã bó sẵn vào thành một bó nhỏ nhỏ này các bác nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là combo hoặc là một cái bó gan con Nhật nha, thì sẽ có giá là 10.000 thôi nhá, giá 10.000 thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, một số mã hàng thanh lý em xả kho cho bác luôn, đồng giá là 10.000 luôn, giá rất rẻ luôn nhá, chỉ có 10.000. Về dùng gia đình một bó chị em cũng thoải mái rồi. Đấy, vì gia đình dùng ít, bác nào thợ thiền thì có thể mua thêm. Đấy, còn nói chung là gia đình thì các bác dùng 10.000 này thì thoải mái luôn rồi. Đó, một bó gan con Nhật hoặc là một combo 5 sợi gan con Nhật này là 10.000 một combo nhá. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k một cây. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ bằng tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào tự động, các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80k một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây, chắc chắn rồi, lấy cho bác coi một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra cái này ra cho em này. Đấy, các bấm nút các nhá, bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó thấy không, rất to luôn, bấm cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bạn ấn vào cho em. Đấy, đây, bấm cái này mở ra này, bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây, lại vật nữa này con này. Bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to. Đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá. Từ bên này sang này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 người đi thoải mái luôn. Và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em zoom cho bác con này. Em zoom này. Con này không? Con này zoom thoải mái luôn. Zoom nhiệt tình luôn nhá các nhá, mà nó không bị bung hay nào đâu. Vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá. Gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này. Đó, thu vào rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi, đi du lịch, đi công tác, rồi là đi làm, đi học. Đấy, các bác mang đi, che nắng, che mưa, cho em quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá. Đấy, chống tia UV, tia cực tím rất tốt luôn. Rất nhỏ gọn tiện lợi khi mà thu vào. Nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy, khá là nhỏ gọn nha các bác, để bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác coi rồi, lắp thoải mái không lo nó bị bung như nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha. Bấm cái mở, bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kobushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt 1 tấc nhá. Cái này về các bác dùng để cắt sắt, cắt xiếc các thứ ok luôn. Đây, dòng đá cắt 1 tấc này. Sản phẩm này sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá 1 tấc. Đá hàng đá Kobushi đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá, không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá, chém đá cả. Đá cắt rất ok, vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn. Đá này nói chung cắt ok bạn, bán khá nhiều rồi mà giá thì em báo luôn, bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây một hộp như này của nó là 50 viên này, một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây một hộp của 50 viên, hàng của Kobushi. Đấy, hàng của Kobushi rất xịn sò luôn. Đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì giá sẽ tốt. Một hộp 50 viên này thì tại em đang bán giá sẽ là đi 50 viên. Lên mã cho em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là 5 viên một các nhá. 5 viên một thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên một đâu, bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30.000 cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 50 viên nhá. Dòng đá cắt 1 tấc, kích thước là 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt 1 tấc nhá, một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên 1 thì sẽ có giá là 30.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Đấy, em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá, 130.000 một cái bộ tô vít đỏ vàng nha. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này. Và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn, 6 cây vít. 6 cây vít đây 2 4 6 cây vít có bọc cách điện này và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé, một cái cây bút thử điện. Thì đây 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây đầu này của nó là đầu 3 ke, đầu 4 cạnh nha. Và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây. Đây có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn để các bác xoáy luôn. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc cách điện hết này. Nên các bác yên tâm. Dùng điện đóm, dùng sửa chữa điện đóm, anh em thợ thuyền các bác sử dụng gia đình, bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đó này. Đây đều được bọc cái điện, đầu 3 ke đầy đủ luôn. Thân vít rất chắc chắn nha, thiết kế gửi chắc chắn luôn. Và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà. Lúc nào dùng xong là các bác lại bỏ vào cái túi đựng này, lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi sách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó, một bộ này là 7 cây lên mã như sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15 kg nhá. Đấy, hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15 kg này con nhỉ. Đấy, 15 kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán là trên tường kính hoặc tường đá hoa thôi. Tường sơn nhiều cái nó không ăn, như con này tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thực tế em thấy rất ok nên em nhập về bán bác luôn này. Mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15 kg nhá, 15 kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha. Lên mã giúp em sẽ cái móc dán tường. Giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 quá nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn. Giá siêu sốc luôn nhá. Đấy đi cái này đây, nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán, bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy. Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá. Đấy, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này. Một cách tốt nhất này. Đấy, magic hook này, magic hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó. Mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10.000 một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. Về các bác móc đồ móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây em quay thực tế nha, em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bác nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhá. Em treo để cái túi này em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này, nó nhiều dã man luôn đấy. Một túi nó nặng chịu đồ luôn này. Đấy, mà cái móc này các bác nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bác nhìn cái giấy bóng nó căng đét nó luôn là các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào rồi nhá. Đấy, mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn, mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào, mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy, em xài năm ngoái không hiện tượng gì luôn. Các bác biết là cái độ chịu tả nó là kinh khủng khiếp luôn. Đó, chịu tả lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá. Đang gửi bác là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái ổ điện U6 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6, cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất là sản xuất tại Việt Nam thôi nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một cái ổ điện như này, cả dây cả ổ điện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhá, hàng của hãng luôn nhá, hàng của hãng luôn đấy. Đây Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhá, chân khâu đồng tròn 100%, có đèn báo này, chân dẹt chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng. Ổ thì chống cháy, chống va đập, chống vỡ. Đó, made in Việt Nam các bác nhá, người Việt, người Cộng hòa Việt này, an toàn là trên hết này. Chịu tải công suất mắc lên đến là 6.000W nhá, 30A nhá. Đấy, điện 250 hoặc 220 đều được nhá. Đấy, thì dây của nó đây, dây của nó cũng khá là to nhá. Dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5m quá nhá, dây 5m. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn. Mua một lần dùng một đời nhá, mua một lần dùng một đời. Các bác biết tức là nhà rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn. Nên là tôi khẳng định có một câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó thì sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây, phích của nó là phích đúc liền luôn này. Dây là dây dài 5m nhá. Cái này về các bác cắm những dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí, làm nghề ra đấy, nhưng có những cái máy móc to, motor to đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn. Đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok rồi. Các bác sử dụng gia đình mình, đôi khi nhà có công có việc rồi đấy, các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn. Đấy, ổ điện là ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy, đây vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhé. Đấy, rất ok. Sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn các bác nhé. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây, có công ty này, đấy rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn. Hàng quần chuẩn chính hãng của Hinoki, cái này nó là chịu nhiệm công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật rất ok. Đó, thì giá một cái ổ này nó chỉ 120.000 thôi ạ, 120.000 và dây của nó lên đến là 5 mét luôn, cũng khá là dài, thoải mái để các bác xài luôn, mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc. Anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok. Dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, U6, mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các bác nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Đấy, ổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150 đến 170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho các bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá, ổ điện gập giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của cái hãng luôn, cũng của Hinoki nhá, mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này. Con này thì nó là cái ổ 1/3, 1/3 đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc quay tùy ý này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao, 2200W nhé, nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhé, ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủn sát rồi không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ này vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ nhá. Đấy, từ 1/3 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập có nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhỉ. Đấy thì mà hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện 1/3 đều được nhá. Ổ điện 1/3 đều được. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Bên em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá. 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá nó rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể cắm những cái phích hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng thì các bác mua cho em cái ổ này về đấy để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể là cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm vào cho. Cái ổ này cắm chặt lắm các bạn. Đấy, cắm thêm cho thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay. Đó. Lên mã em sẽ cái ổ điện gập nhá, ổ điện gập này, giá sẽ 20k. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ ấy là nó sẽ vướng như đây, khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay mà lại được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20k. Nhớ cho em là ổ điện gập nhá. Còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại phích gập. Phích gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập này thì đang bán là 20. Xong này nhiều cái mã hàng mới lắm các nha, nên là các bác cố gắng xem hết video nhé. Đấy, rất nhiều mã hàng mới nên là em quay nó sẽ khá chi tiết một chút. Nhiều bác cứ bảo em là quay hơi dài, đấy em nói luôn là vì nhiều khi là hàng mới thì em sẽ phải quay kỹ một chút để các bác cập nhật cái hàng mã hàng mới xem nó là công dụng rồi là các thứ nó như thế nào. Đấy, mình quay nó phải kỹ càng một chút ạ. Đấy, quay nó phải kỹ càng một chút. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ chuyển nguồn từ 12V sang 220. Đấy, có cả cổng USB nhá. Đấy, và cái nguồn vào của nó sẽ là cái đầu tẩu. Đấy, và em báo giá luôn là 130.000 một cái bộ này các nhá, 130.000. Cái này thì chuyên dùng cho trên xe hơi nhá. Đấy, chuyên dùng trên xe hơi. Nếu mà các bác muốn dùng ở dưới đất cũng có thể dùng luôn. Đấy, về các bác có những cái bình ắc quy ấy, ví dụ như kia. Đấy, đây tí em sẽ cắm test cho bác cái bình ắc quy nhà em đang xài này. Thì về các bác có bình ắc quy các bác cũng có thể cắm được luôn. Vì cái nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn 12V nhá. Đấy, nguồn vào của nó sẽ là nguồn 12V. Đấy, thì sẽ có cách để các bác cho các bác dùng được ắc quy. Đấy, còn đây là em nhà các bác chủ yếu là các bác nào mà có xe hơi ấy, thì về các bác cắm trực tiếp cái này vào 220. Thì những cái cổng ra nó sẽ có là những cái cổng USB để các bác sạc cho điện thoại này, có cả một cái cổng chân tai C, đấy, chân đời mới bây giờ, và 4 cái cổng USB nhá. Đấy, có cả cổng QC sạc nhanh 3.0 này. Và một cái cổng rất là hay đó là cái cổng xuất nguồn 220 nhá. Đấy, con này khi mà đẩy tải lên, nếu mà app nó đủ tải vào ấy, bình khỏe đủ tải vào thì cái công suất mắc tải của nó 220 này thì công suất của nó sẽ lên được đến là 200W nhá, khá là trâu bò luôn đấy. 200W thì các bác có thể sử dụng được khá là nhiều thiết bị trong khoảng tầm từ 200W đổ về luôn. Đấy, và đây là cái phần dây nguồn vào này, còn cái đầu ra của nó đây. Đấy, nó là như kiểu dạng một cái đốc nhá, không nhá. Đấy, có cả quạt tản nhiệt các thứ đầy đủ luôn, thiết kế rất chắc chắn luôn. là 130.000 một cái bộ này các bác nhá, 130.000 một cái mà bộ này. Lưu ý giúp em là nó sử dụng nguồn vào sẽ là cái đầu tẩu trên xe ô tô ấy. Cái này em đang cầm như này là chắc nhiều bác biết cái này rồi. Đấy, về các bác cắm trực tiếp vào cái đầu tẩu trên xe ô tô. Đấy, và nó sẽ cấp nguồn ra và nó có cả báo hiển thị cái bản điện tử trên này. Đấy, đi ra sẽ là một cổng Type C này, 4 cổng USB này và một cái chân 220 nhá. Chân 220 này của nó thì ra công suất sẽ được là 200W nhá, 200W. Đó, thì giá sẽ là 130.000 một cái bộ này, 130.000. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ chuyển nguồn từ 12V sang 220 chuyên dùng cho xe ô tô nhá. Đấy, chuyên dùng xe ô tô. Còn nếu mà nhà các bác nào mà có bình ắc quy đấy nhưng mà không có ô tô đấy, mà các bác muốn dùng thì đây sẽ có một cái giải pháp cho bác nhá. Thì các bác sẽ mua giúp em cái đầu tàu cá này về nhá, mua giúp em cái đầu tàu cá này về. Thì bên em đang bán cái đầu tàu cá để các bác kẹp cho cái bình ắc quy để các bác dùng cho cái bộ chuyển nguồn như này này. Đấy thì đây bên em sẽ bán cái tàu cá này với mức giá sẽ là 40.000 một cái nha. Đấy, 40.000 thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái đầu tàu cá các bác nhá, đầu tàu cá. Đấy, đầu tàu cá. Cái kia là cái đầu đực, còn cái này là cái đầu cá này. Đấy thì với mức giá sẽ là 40.000 một cái đầu tàu cá này. 40k. Đấy, 40k một cái đầu tàu cá nha, dùng rất hay. Thì nó sẽ có hai cái con kẹp cá sấu này, một đầu ôm và đầu dương, nó đã đánh dấu sẵn cả màu cả ký hiệu trên này rồi. Đấy, cộng trừ đây này. Đấy, về các bác kẹp này và dương, kẹp cái đen và âm. Đấy thì nó sẽ xuất ra. Và khi mà đã có cái đầu chuyển như này rồi thì các bác lấy cho cái cục này. Các bác cắm vô đây. Đó, thế là các bác kết nối là ok. Còn cái phần này còn lại các bác kẹp trực tiếp vào cái miếng AQ nhà các bác đang có. Đấy, nếu mà không có, trong trường hợp là các bác không dùng ở trên ô tô thì mình có thể dùng ở ngoài. Thì các bác mua thêm cho em cái bộ này, cái đầu tàu cá này. Cái đầu tàu cá này đang bán là 40.000 nhá, 40.000 một cái này. Đấy, 40.000 một cái này thì các bác có thể mua thêm. Thì đây em sẽ test các bác coi nhá. Đây thì em đang có cái bình AQ nhà em đang xài đây, bình AQ 12V dạng bình xe máy này. Đấy, các bác kẹp vào, sau đó là các bác cắm trực tiếp con này vào trong đây. Đó, cắm trực tiếp con này vào trong đây thì nó sẽ báo này. Đấy, nó sẽ báo lên cả đèn các thứ đấy ở đây luôn nhá các nhá. Đấy, báo cả đèn các thứ, đèn báo đây luôn, rất là hay. Đây để em cắm test các bác cả đèn 220 em test các bác coi luôn này. Đấy, khi mà các bác kết nối với AQ thì nó sẽ báo cho bác về cái phần thông số này. Đấy, hiện tại là thông số chuẩn của nó đang là 12.2V. Đó là cái nguồn điện áp đang vào nhá. Đấy, nguồn điện đang vào là 12.2V. Đấy, nó cũng khá là căng luôn đấy. Đấy, khá là căng. Nói chung là chủ yếu là do cái bình ắc quy nhà các bác hoặc là cái nguồn các bác nguồn vào thôi. Đấy, nguồn vào mà nó đều điện, mà nó khỏe điện là vào là căng đét là nó ra cái nguồn điện nó rất là khỏe luôn. Đấy thì đây khi mà ấy nó sẽ lên đèn báo này và có cả cái cổng 220 đây, giảm test các bác cái nguồn 220 nhá. Đây em cắm cái đèn là 220 này, cái đèn trần như em đang xài này. Đó, cắm vào đây. Đấy các bác nhá, cắm vào đây, sau đó là các bác bật lên. Ở đây em đang có cái bộ điều khiển này. Đấy, bộ điều khiển nhá. Đấy, đợi chút để em đấu lại. Đây các bạn nhìn này, đấy hiện tại em đang dùng cái đèn là đèn 220 này, các bạn nhìn trên màn hình em quay này. Đấy, 220 đây nhá. Đó, điện áp 220 luôn này, điện áp ra 220 đây, em sẽ bật đèn là bác coi này. Đấy, sáng này, tối này, sáng này, tối này. Đây để em zoom ra một chút này. Đó, cắm trực tiếp cấp từ cái nguồn kia nhá. Đấy, cấp từ cái nguồn từ cái cổ luôn này. Đó, công suất của nó lên đến 200W cơ mà, nên là các bác có thể sử dụng được rất là nhiều thiết bị này, chiếu sáng rồi là sử dụng rất ok, đặc biệt là trên xe hơi rồi. Đấy, nó không có, nhiều khi là những cái dòng đời cũ nó không có hai nguồn 220 thì các bác có thể sử dụng cái nguồn này. Ví dụ anh em đi du lịch cắm trại cũng dùng cái nguồn này cho em rất là hay. Đó, rất là ok. Đây, rất tiện dụng này. Đó, bật tắt ngon này luôn nhá. Cái này thì em đang dùng cái bộ điều khiển từ xa các bạn. Bộ điều khiển từ xa. Đó. Giá của nó thì là 130.000 nhá, 130k. Lên mã giúp cho em xem cái bộ chuyển nguồn từ 12V sang 220. Đấy, có cả cổng USB này. Đấy, và cái nguồn vào của nó sẽ là nguồn 12V nhá. Và nhớ giúp em là cái đầu này của nó sẽ là cái đầu tẩu nhá. Đầu tẩu, đấy đầu tẩu. Đấy, đầu tẩu thì là 130.000 một ấy các nhá. Đây, con này là đây, nguyên con này là 130.000 này. Nguyên con chuyển nguồn này là 130.000 này. Đấy. Và cái đầu tẩu cái để về nếu mà nhà các bác nào không có xe hơi thì mình mua cái bộ này để về mình xài ắc quy như em đang xài ấy, thì là 40.000 một cái đầu tàu cá này không nhá, 40.000 để về các bác kẹp vào cái bình ắc quy nhà mình các bác cắm ấy, cấp nguồn cho cái này ấy, thì là 40.000, còn cái bộ nguồn như này là 130.000 nhá, 130.000. Nói chung khá là tiện luôn, vừa sạc điện thoại vừa có cả cái cổng điện 220 để các bác xài. Đấy, ví dụ trong trường hợp là mất điện mất đóm này rồi là đi du lịch cắm trại rồi. Đấy, mình mang cái bình ắc quy thứ đi. Đấy, các bác cấp nguồn đẩy nguồn lên 220 các bác xài. Điện 220 thì đôi khi các bác sử dụng rất là nhiều. Mà nhiều những thiết bị nó chuyên dụng dùng cái điện ấy cũng rất ok. Đó. Bộ chuyển nguồn là 130 nhá, còn cái đầu tàu cá là 40.000 có nhá. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái đầu cắt tôn máy khoan nhá. Lên mã giúp em sẽ cái bộ đầu cắt tôn chuyên dùng để cho các bác nào có máy khoan đấy, máy khoan điện, máy khuyên pin đều được nhá, thì các bác mua về cái bộ này về các bác lắp vào nhá. Đấy thì khi mà lắp đặt vào thì nó theo chiều xoay này. Đấy thì cái con này nó sẽ cắt đứt tôn nhá, nó cắt tôn rất ngọt luôn, cắt tôn ngọt lắm. Đấy tí nữa sẽ có cái video cho các bác coi, nó cắt tôn rất là ngọt luôn, cắt tôn những cái dạng tôn lá, tôn múi là cắt hết luôn. Đấy, các bác cắt bình thường là các bác hay cắt bằng kéo đúng không, nhưng mà các bác chuyển qua cái hệ này các bác cắt bằng máy, mà các bác có cái máy khoan thì các bác lắp vào là các bác xài thôi, cắt rất là ngon luôn. Thì đây đi kèm bên trong này sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác mà hướng dẫn cách các bác lắp đặt này. Đấy nó sẽ có là hướng dẫn cách các bác lắp đặt đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, cho cả máy khoan điện, máy khoan pin được luôn nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không rất là dễ dàng lắp đặt, con này cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đấy, thì trong này nó có đầy đủ phụ kiện này, nó có cả những con cả lê nước các thứ này, lục giác này, rồi là những cái thanh các thứ rồi, thanh dây cái thứ đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn một bộ này là 100.000 thôi nhá, chọn một bộ này 100.000 thôi. Các bác mua về dùng thử cho em đi. Cái này em đã test thực tế rồi, dùng ok lắm. Đấy, đợt giờ em sẽ có một video cho các bác coi thực tế về cái sản phẩm này, cắt rất là ngọt luôn. 100.000 một bộ ấy nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện là về lắp đặt và là xài, không cần phải mua thêm gì cả nhá, là 100k. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá các bác nhá. Đấy, dùng cho máy khoan. Đấy, về các bác cứ có những cái máy khoan pin hoặc là máy khoan điện về các bác lắp vào là các bác xài thôi, là 100.000 một bộ nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, rất là ok luôn. Đây nha, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi này nhá. Đấy, các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn, cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt luôn nhá. Đây đang có một cái máy khoan nhá, mà muốn dùng để cắt tôn đấy thì dùng cái bộ chuyển đổi này nhá. Riêng cái bộ này này, các bác lắp vào máy khoan pin hoặc là máy khoan điện đều ok hết. Cắt các loại tôn rất là nhanh các bác ạ. Các bác nhìn đây này, em cắt như là cắt giấy thôi. Tôn thẳng hoặc là tôn gấp thì đều ok nhá. TikTok đang có hỗ trợ phí ship đấy ạ. Bác nào cần thì múc ngay đấy nhá. Các bác đang có một cái máy khoan nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái máy khoan điện hoặc máy khoan pin thì mình các bác xài thôi. Nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng xài sử dụng luôn nhá. 100k một cái bộ này, 100.000 một cái bộ đầu cắt tôn cho chuyên dùng cho máy khoan nhá, 100k bộ. Đấy. Lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Các bác mua hàng cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục, mà hay bị sập, hay bị bong ra. Đấy thì các bác mua cho cái miếng thép này về. Đấy, để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về. Đấy, thì một cái miếng bên em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là 2 miếng nhá, một cặp là 2 miếng thì sẽ có giá là 30.000. Lên mã giúp em sẽ cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp 2 miếng nha. Đấy, bán là bán một lúc là 2 miếng luôn nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy, bán là một lúc là bán 2 miếng luôn thì là 30.000 một cặp nhá. Đấy, 30.000 một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã cho em sẽ cái miếng thép sửa bản lề. Một cặp 2 miếng này là 30.000 nhá, một cặp 2 miếng. Đó là 30k. Đấy, bán là bán theo cặp 1 nhá, bán theo cặp 1 là 2 miếng nhá, là 30k. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây. Các bác cùng xem video về sản phẩm nhé. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng, nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao. Vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn. Chỉ cần gắn đinh vít 4 góc cố định là đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không rỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về ví dụ như những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục như này này. Đấy thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy, các bác ốp nó vào. Đấy, ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy, lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn, lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, ốp vào. Đấy, sau đó các bác xoáy tiếp những cái bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi, hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy, cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là 2 miếng này, là 30k một cặp nhá. Đấy, một cặp 2 miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy, có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30.000 nhá. Các bác, mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này. Đấy, báo giá bác luôn. Anh em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Ho Min này với giá sẽ là 80.000. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Ho Min. Đấy, số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng, các bác dùng, các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này. Đấy, các bác massage. Đấy, các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá. Đấy, massage cho đều rất ok luôn. Đây, đó, hộp phía của nó ngon lành nha. Còn đây là vỏ này. Đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Ho Min nhá. Giá hiện tại em đang gửi bác là 80.000 một chai này. Đấy, một chai này là 100ml nhá, dùng cực kỳ ok luôn. Chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ. Đấy, các bác chơi thể thao, đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho em. Đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá. Đấy, và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, đợt này về cái lô này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng sách tay nhá, nên là số lượng có hạn các bạn, không có nhiều đâu, thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Ho Min nhá, 80k một chai. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn bắt muỗi này. Cái đèn này thì rất là hay, nó còn có cả cái chế độ chiếu sáng và tích điện luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và có cả chế độ bắt muỗi, em báo giá luôn là 130.000 một chiếc này. 130k nhá. Sản phẩm này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn. Chế độ bắt muỗi này, rồi là cái cả chế độ đèn chiếu sáng này, dùng rất là hay nhá, dùng rất là hay luôn. Đó, cực kỳ ok. Công suất là đi 2W nhá, và sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V luôn nhá, nguồn 5V. Về thì các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, thì các bác có thể sạc cho cái đèn này rất là ok luôn. Đó, đây cái sản phẩm này đang có giá là 130.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đèn bắt muỗi nhá, đèn bắt muỗi là 130k. Đây. Thực tế về sản phẩm này, đây sẽ gồm có là bộ phẩm sẽ gồm có là một thân đèn, đi kèm là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc để về các bác sạc cho cái đèn này nhá. Vì cái đèn này nó có cái chế độ pin tích điện mà. Đấy, khi mà ví dụ như là trong trường hợp mà các bác mất điện thì mình có thể dùng cái đèn này để các bác sử dụng làm cái đèn chiếu sáng luôn, rất là hay. Đấy, ngoài ra thì nó có chế độ là đèn bắt muỗi nhá. Đấy, thì có thành phần quai sách này, thiết kế rất chắc chắn luôn. Đấy, chiều cao đến rơi khoảng tầm là 17-18 cm. Đấy, khá là xinh là đẹp nhá, rất nhỏ gọn và rất là hay, bắt mũi cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, thì em hướng dẫn các bác dùng luôn này. Thì về các bác dùng bắt đầu các bác sạc nhá. Trước khi mua về thì các bác nhận hàng này các bác sạc vào cho em một chút nhá, vì nhiều khi để lâu thì có thể nó yếu điện hoặc là hết pin. Đấy, thì về các bác sạc vào cho em. Đấy, thì các bác sẽ dùng cái dây sạc mà trong hộp nó có sẵn này, các bác cắm vô đây. Đấy, và bắt đầu là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhá. Cái nguồn vào của nó sẽ là cái nguồn 5V và cái cổng vào sẽ là cái cổng USB. Ví dụ các bác có cái cục sạc điện thoại nha này, một cái cục sạc Samsung này, các bác cắm vô và các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, các bác sạc cho cái đèn này, sạc khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là nó sẽ đầy pin. Đấy, và các bác mang ra các bác xài. Đấy, còn ngoài ra nếu mà các bác nào mà không có cái cục sạc điện thoại thì các bác có thể mua kèm thêm. Thì hiện tại em đang bán cái cục sạc Samsung 2A 5V nha, với mức giá là 30.000 một cục nhá, thì các bác có thể mua thêm cái cục này. Đấy, còn đây là quay trở lại với cái đèn. Khi mà sạc đầy rồi thì đây, đấy, các bác bấm một lần này thì nó sẽ lên chế độ đèn màu xanh nhá, chế độ đèn màu xanh này. Đấy, đó là cái chế độ bắt muỗi này. Đây, các bạn ở chú điểm tắt cái điện đi đây nhá. Đây, em tắt điện rồi. Đấy, khi mà các bác bật lên thì nó sẽ ra cái chế độ ánh màu xanh. Cái ánh màu xanh này thì nó thu hút muỗi rất là tốt luôn. Đấy, muỗi là nó thấy cái ánh sáng màu xanh nó bay vào thì sẽ rụng luôn này. Đây, đấy, khi mà nó bay vào thì nó sẽ có những cái lưới điện ở trong này. Đấy, các bác díu này, đây em test bác coi nhá. Đấy, thấy không, tạch 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 tạch, đúng như kiểu là vật muỗi nhá. Đấy, như kiểu vật muỗi này. Đấy, thấy không, đó, tạch 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 luôn nhá, nên như kiểu là vật muỗi luôn nhá. Đấy, thì các bác khi muỗi nó bay và nó đậu vào đây cái là đi luôn. Đấy, đây này, đó, thấy không, cứ đậu vào đây là đi luôn, vì ở trong nó có cái lưới điện này. Chế độ thứ hai thì các bác bấm cho một lần, đó là cái chế độ kiểu dạng đèn ngủ. Đấy, đèn màu vàng kiểu dạng đèn ngủ nhá, các bác dùng để chiếu sáng hoặc là làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, và chế độ thứ ba thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì này, giữ lì nút nguồn này. Đó, thì nó sẽ lên cái ánh một cái đèn nữa, đó là cái đèn bên dưới đít này. Đấy, thì các bác có thể cầm các bác soi nhá. Đấy, cầm các bác soi. Đấy, soi chiếu sáng mình dùng để đọc sách, chiếu sáng trong những trường hợp mất điện là thứ rồi, rất tiện dụng mà rất là hay luôn các nhá. Đấy, rất tiện dụng, rất hay luôn. Đó thì vừa có chế độ đèn chiếu sáng này, rồi là đèn bắt muỗi này, rồi có thể dùng làm đèn ngủ được luôn, rất tiện dụng. Đấy thì các bác có thể sách mang đi mang lại mọi chỗ mọi nơi di chuyển, vì trong này nó có sẵn pin rồi, tích điện rồi. Khi mà hết pin thì các bác lại mang ra các bác sạc, mà sạc đầy rồi thì các bác lại lôi ra các bác dùng. Đấy, có cả phần lưới điện đánh tạch tạch luôn. Các bác muốn tắt cho em cái đèn chiếu sáng này thì các bác giữ lì cho em. Đấy, còn các bác muốn bật lên thì các bác bật lên. Đấy, và khi mà con muỗi nó bay lên nó chết thì nó sẽ rụng xuống dưới này, thì các bác xoáy cái nắp này ra. Đấy, xoáy cái nắp này ra. Đấy thì đây này, muỗi nó sẽ rụng dưới này. Đây em vừa để một lúc này, bắt đầu là có 1-2 con bắt đầu đang vo ve nó bay vào này. Đấy sẽ rơi xuống dưới này, thì các bác lấy cái này ra, các bác vệ sinh, các bác đổ cái xác muỗi nó chết ấy, thì các bác mang các bác bỏ đi. Đấy, đây là cái chế độ đèn này. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, các bác giữ lì cho em cái đèn này là nó sẽ tắt đi này. Và các bác bấm nút thì nó sẽ lên chế độ đèn màu xanh, đó là chế độ đèn bắt muỗi. Chế độ thứ hai là chế độ kiểu dạng đèn ngủ, đèn mờ ấy. Đấy, chế độ thứ ba là chế độ giữ lì, là nó sẽ lên cái ánh đèn sáng hơn, đó là cái đèn chiếu sáng nhá. Đấy, rất là ok. Về vừa làm một chiếc đèn bắt muỗi này, vừa làm một chiếc đèn để các bác soi sáng này, trong ví dụ như trong những cái trường hợp mất điện, hoặc ví dụ các bác dùng làm đèn ngủ cũng ok luôn các nhá, rất tiện dụng luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác là 130.000 thôi, 130.000. Đó, 130k một chiếc đèn đèn bắt muỗi nhá, lên mã cho em sẽ đèn bắt muỗi nhá, 130k một cái, có cả chế độ tích điện luôn nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái bộ lọc nước sinh hoạt 50.000 một bộ nhá, 50.000 bộ. Cái này nhà bác nào mà nước hay nhiều cặn này, đấy, đặc biệt là những cái dạng nước giếng ở các thứ rồi. Đấy, nước bây giờ nó rất là nhiều cặn, thì bác mua trong cái bộ này về nhá, về các bác dùng để các bác lọc. Đấy, đặc biệt là những cái nước mà nó vào trong máy nóng lạnh rồi mà nó rất nhiều cặn này, thì khi mà đun sôi lên nó sẽ bám vào những cái thành vách của cái máy lọc, cái máy nóng lạnh ấy, nó rất là nhanh hỏng cái bộ càng làm nóng ấy, nên là các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, về bác dùng rất hay, và các bác lọc trực tiếp cái nguồn nước sinh hoạt của mình cũng ok. Đấy, lọc những cặn các thứ rồi, giờ cho nó sạch sẽ hơn nhá, thì các bác mua về. Cái này thì gen nó sẽ là gen 21 nhá, đây này, có cả gen khâu đồng, rất chắc chắn luôn. Đó, và cái lõi này thì các bác có thể tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, khi mà cặn nó bám nhiều rồi thì mình có thể tháo ra các bác vệ sinh. Cái này thì nó là dạng kiểu dạng lưới inox ấy, không rỉ nhá, nên các bác yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Và khi mà các bác lắp cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái lực nước thôi nhá, không ảnh hưởng gì đến cái lực nước, nên dùng rất là ok luôn. Đấy thì đây một cái cục lọc nước sinh, bộ cục lọc nước sinh hoạt này chỉ có giá là 50.000 thôi, về các bác mua về sử dụng dùng rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lọc nước các bác nhá, bộ lọc nước sinh hoạt nhá. Đấy, bộ lọc nước sinh hoạt, giá đang gửi bác một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt nha, với giá sẽ là 50k một bộ nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, lọc rất là hay luôn. Xử lý cái nguồn nước ấy mà bị cạn mặt nhá, em quay gần đây, quay gần đây. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra ấy, là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhá. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn, và bây giờ em sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó các xem nhá. Đấy, cái đường nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách lắp đặt thì cũng đơn giản. Các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 này về nhá. Đấy, mình lắp vào như anh em này để mình kết nối nhá. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi. Như vậy là ok nhá. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra rồi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhá. Là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy, đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì mình vừa bán này và vừa đấy, thực tế rất ok quá nhá. Thực sự là hiệu quả đấy. Chưa đến 100.000 đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 50k một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt này, 50k bộ, về dùng rất hay. Về các bác lọc những phần cặn bẩn nước, bẩn các thứ các bác lọc nhá, rất là sạch luôn, 50k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp 10 điếu ngải cứu này. Đấy, báo giá bác luôn một cái hộp 10 điếu ngải cứu này sẽ có giá là 30k. Đấy, tại sao gọi là điếu? Vì nó dài như kiểu là điếu thuốc thì bên em sẽ gọi là điếu, và về thì các bác dùng để đốt nhá. Đấy, các bác dùng để đốt, để xông phòng, xông nhà này. Chất liệu toàn bộ thành phần chính là từ ngải cứu, nên là về các bác sử dụng rất là lành tính luôn. Đấy, vừa xông phòng, xông nhà, xông cho chính bản thân các bác nhá. Khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này, cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng, người ngậm luôn, rất là ok. Và đi kèm thì đây, đi kèm nó sẽ có một cái núm này nữa các bác nhá, có một cái núm này này. Đấy, có một cái núm này, về các bác cắm cắm trực tiếp vào đây. Đó, sau đó là cái núm gỗ này. Đấy, sau đó các bác dựng lên nha. Đó, và bắt đầu các bác đốt thôi, các bác không cần phải bóc ra đâu nhá. Cái này là bên trong là nó có sẵn ngải cứu cái thứ rồi, thành phần thảo mộc rồi. Đấy, các bác cắm nha, sau đó các bác đốt và cứ thế là nó tự động nó cháy thôi. Đấy, mình dùng để xông phòng xông nhà. Rồi là ví dụ như cái tình trạng mà muỗi nó nhiều ấy, muỗi nó nhiều mà muỗi nó cực kỳ là nó sợ cái mùi ngải cứu luôn. Các bác mua cho em cái này về các bác đốt này. Đấy, đốt là đuổi được muỗi luôn các nhá, đuổi muỗi này, rồi là xông phòng xông nhà. Đấy, thơm phòng thơm nhà được, khi mà các bác ngửi cái mùi này cũng rất là thơm luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra nhá. Các bác chưa đốt đâu, các bác mở ra kiểm tra thôi, các bác đã ngửi thấy cái mùi ngải cứu nó rất là thơm luôn. Mùi ngải cứu rất thơm luôn. Thì một cái hộp như này là 10 cái điếu ngải cứu này các nhá, 10 cái điếu ngải cứu dài, chắc là dài khoảng tầm 20, dài 20 bạn. Đấy, dài 20 các nhá, dài 20, rất là dài luôn, đốt được rất là lâu đấy. Đấy thì một hộp này là 10 điếu nha. Giá nó chỉ có 30.000 thôi, thành phần chính là từ ngải cứu, dùng rất là lành tính luôn nhá. Đau người đau ngợm này, rồi là phòng ốc có thứ giờ nó ẩm thấp này, nó không được thông thoáng ấy. Đấy, rồi là nó khó chịu này. Thứ hai là tình trạng muỗi miếc thứ nhiều. Đấy, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe vừa đuổi được muỗi nhá. Đấy, rồi là xông phòng xông nhà rất là thơm luôn. Một cái hộp 10 điếu ngải cứu này với mức giá là 30.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. Hộp 10 điếu ngải cứu dùng để đốt để xông phòng để thơm phòng nhá. Với mức giá sẽ là 30k nhá, 30k một cái hộp mà 10 điếu ngải cứu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ngải cứu được muỗi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đuổi muỗi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, thuốc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác đốt xông phòng xông nhà. Đấy, đuổi muỗi rồi là thơm phòng thơm nhà, tốt sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. 10 điếu ngải cứu với mức giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một hộp 10 điếu nhá. Đấy, bán cả hộp luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Đấy, vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ phễu inox nhá. Em báo giá luôn một cái phễu inox này với mức giá sẽ là 50k một cái phễu này các nhá. 50k một cái phễu này, về dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái phễu thì bình thường nó sẽ là một cái phễu nha. Đấy, chất liệu là inox 304 nhá, 304. Về các bác dùng để đong. Đấy, các bác để đong những cái từ những cái can nhỏ các bác chiết vào những cái chai nhỏ thì các bác dùng cho em cái phễu này. Đấy, những cái đầu nhỏ các bác cắm vào những cái chai nhỏ để các bác đong. Đấy, đong nước mắm, đong dầu, rồi là có thể đong những cái chai dung dịch các thứ bằng nước ok luôn. Đấy, và chất liệu bằng inox nên là dùng nó rất là bền. Đấy, và yên tâm là nó các bác yên tâm là an toàn với sức khỏe nhá. Tại vì nó là bằng inox mà nên rất là an toàn. Đấy, và ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là một cái phần miếng lọc này nhá. Đấy, thì về cái miếng lọc để bên em sẽ gửi kèm về các ốc bóp này. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đây chưa? Đấy, cho đây và các bác ấn nó xuống này. Đấy, để ví dụ như những cái dạng nước mà nó nhiều cặn các thứ rồi là với những cái đồ mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc qua cái lọc này thì các bác và cho vào cái can và cái chai nhỏ ấy, thì các bác lắp cho em cái lọc này vào để các bác lọc những cái cặn. Đấy, những cái cặn to các thứ ra đi. Đấy, để chiết ra một cái chiết xuất là nó chỉ có nguyên chiết xuất không, nó không bị cặn các thứ ra thì các bác lắp cho con lòng vào. Còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể rút ra nhá, rút ra. Đấy thì rất là tiện dụng luôn. Một cái phễu này là 50.000. Đấy, bằng inox thì các bác dùng yên tâm rất là bền rồi. Đấy, không lo nó bị hỏng hóc gì, xét tay là vấn đề đâu nhá. Bằng inox thì rất là bền, các bác dùng chắc là bao năm mới hỏng luôn, rất là ok luôn. Giá bên em gửi bác là 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đang gửi bác là 50k. Nó có cả cái màng lọc luôn nhá. Đấy, cái màng lọc này các bác có thể cơ động, các bác tháo ra tháo vào được thoải mái nhá, nên rất là cơ động luôn. 50k một cái phễu inox nhá. Đấy, 50k. Khá là to nhá. Đấy, khá là to, các bác về đong những cái dạng dung dịch các thứ rất ok. Đấy, 50k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này dùng rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác cùng xem này. Đó. Ví dụ các bác có những cái dạng đồ thừa mà nó nhiều cặn thì các bác muốn lọc. Đấy thì các bác cho qua cái lọc này cũng ok này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là đong được nhiều thứ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ đong nước mắm này, đong xì dầu. Đấy, đong cả hạt được luôn này. Đấy, đong hạt luôn. Đấy, nó có cả phần móc treo. Thì dùng xong mình có thể đeo lên không nhá, đeo lên. Đó, rất ok luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái phễu lọc. Cái phễu lọc inox nhá. Cái phễu inox các bác cứ lên mã nha, sẽ là phễu inox nhá, cho nó ngắn gọn. Phễu inox 50k một cái. Nhiều bác hỏi là keo 2 thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo 2 thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo 2 thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip như này là 40.000 này. Một tip keo 2 phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở cho em cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái tiếp keo 2 thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rớt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nô Nao công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dạn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, có rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các anh nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái dải led rất rộng rất to. Nên là các bác nhìn cái dải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này, đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kem sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Nó hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay, rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5 cm gần 10cm nhá. đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng khoảng tầm 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện, hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này, đó, một đèn này, 2 chế độ sáng này, đó, 3 chế độ sáng đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này, đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em, nó là một cái giải led ở đây rất sáng nhá, đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các xem luôn. Đó, rồi đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá, đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này, bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này, đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này, đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này, đấy, các bác để này các bác đá lên trần, hoặc là các bác để soi xuống này, đấy, rất sáng nhá, cực kỳ sáng, đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá, đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá, đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá, đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá, đấy, nháy cảnh báo. Rồi đó, thì bên này nó có 3 cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này, đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá, đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây, đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào, đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện, đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các nhá, đấy, sáng rộng và sáng xa các nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các bạn nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn, đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay sang này, đây các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này, con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim soi cò, soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, đấy, sáng kinh khủng, mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá, đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra, đấy, các bác soi thử cho em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng về cái dòng đèn pin này, nó về nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá, đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này, đấy, em sẽ bật bên này cho em. Đó, bật bên này, đấy, bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá, đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá, khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này, là hai pha đều sáng luôn nhá, đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa, đấy, nó sẽ sáng hai bên như này, đấy, sáng hai bên này luôn này, đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng. Các bạn nhìn này, sáng dã man luôn nhá, đây, sáng kinh khủng luôn. Đó, đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này, này các bạn nhìn này, đây các bạn nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bạn nhá. Đây, sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, bạn nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo SOS này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bạn nhìn này. Ui giời ơi. Dã man luôn nhá, một cái con đèn. Để em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin 2 đầu này. Đấy, đèn pin 2 đầu, lên mã giúp cho em là đèn 2 đầu nhá. Đèn 2 đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn 2 đầu, đấy 350k, giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn 2 đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.